Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 29. Tề Đẳng Nhàn ngẩn ngơ, ý gì vậy? Ý đồ bất chính sao? Có ai mắng người khác như vậy không chứ? Từ Ngạo Tuyết thấy Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, cô ta bèn thể hiện ra nụ cười trêu chọc, phụ nữ thần kỳ như Triệu Hồng Nê sao có thể dễ tiếp xúc như vậy được? Cô ta dường như là một cô gái có tính cách còn cứng rắn hơn cả Ngọc Tiểu Long. Còn về chị gái của Triệu Hồng Nê, người bị nhà họ Triệu gọi là Thiên Phạt, Triệu Hồng Tụ, vẫn luôn du rú trong nhà, rất hiếm khi gặp được cô ta, một người rất thần bí. Lần duy nhất cô ta ra tay là vào 3 năm trước, cô ta đã đánh chết một lão đại của thế giới ngầm vì người này uy hiếp đến sự an toàn của người nhà họ Triệu. Cười cái con mẹ cô, Tề Đẳng Nhàn tỉnh táo lại, nhìn bọn người Diệp Phong đang cười nhạo hắn, vẻ mặt trở nên đen thui. Lần bắt chuyện này thật thất bại, còn bị người ta lừa mất một ly rượu, thật sự là lỗ muốn chết. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không hổ là con gái nhà họ Triệu, quả thật thối tha, dáng vẻ không xinh đẹp gì mấy, lại dám so sánh với Dương Quý Phi. Từ Ngạo Tuyết khinh thường hắn, lời nói này của anh tỏa ra mùi chua loét, khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn. Không thành công là chửi bới sau lưng người ta, đúng là đồ nhỏ nhen. Tề Đẳng Nhàn nói, nghĩ lại vẫn là Trần Ngư Bình dị gần gũi, hứ, rảnh rỗi sẽ đến thăm cô ấy. Đáng tiếc Nam Dương quá nóng, nếu không cô ấy sẽ không mặc đồ đen. Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết run rẩy, cô ta thật sự không hiểu trong đầu Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc chứa một đống logic rác rưởi gì nữa. Ăn chơi uống rượu rất vui vẻ, nhưng mà điều khiến hai em gái người Lai đáng tiếc là Tề Đẳng Nhàn không đưa bọn họ đi. Mã Hồng Tuấn còn cổ vũ bảo các cô không nên buồn bã, sớm muộn gì cũng có cơ hội. Hai em gái đương nhiên biết những đãi ngộ đặc biệt hiện tại của mình đều nhờ vào mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn, cho nên càng gấp gáp muốn bước lên thêm một bước, như vậy thì sẽ không phải lo chuyện cơm áo nữa. Không có ai vui vẻ làm chuyện bản thân không muốn làm, nhưng vẫn phải bất lực vì sức ép của cuộc sống. Lúc trước EQ của Tề Đẳng Nhàn thấp, không hiểu những đạo lý đối nhân xử thế, nhưng lúc trong tù hắn đã nghe những chuyện buồn chuyện khổ, cho nên hắn sẽ không tùy tiện xem thường người khác. Cuộc sống đã đủ vất vả rồi, sao không khích lệ nhiều hơn, mà lại thích châm chọc khiêu khích chứ? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Từ Ngạo Tuyết căng thẳng, miệng ngập tràn mùi rượu, hôm nay cô ta uống không ít, nhưng không phải là uống rượu để giải sầu. Sau đó, cô ta phát hiện Tề Đẳng Nhàn lại đưa cô ta đến trước cửa biệt thự của cô ta. Chuyện này khiến cho cô ta lắp bắp ngạc nhiên, căn biệt thự này cô ta đã bán rồi. Vì thế, cô ta lạnh lùng nói, căn phòng này tôi đã bán rồi, anh đến đây làm gì? Cẩn thận bị người ta tố cáo xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tề Đẳng Nhàn lấy một tấm thẻ ra, hắn thản nhiên nói, căn phòng này là tôi mua đấy, sau này cô có thể đến đây sống bất cứ lúc nào. Sau khi nói xong, hắn ném thẻ ra vào cho Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết càng suy sụp hơn nữa, không nghĩ đến chuyện cô ta âm thầm bán biệt thự lại bị Tề Đẳng Nhàn chú ý, nhưng hắn lại không nói một tiếng mà mua lại nó từ cô ta. Tiền bán nhà, đương nhiên Từ Ngạo Tuyết đã dùng để bù vào lỗ thủng, mặc dù lỗ thủng quá lớn, nhưng trước mắt được chút nào hay chút ấy vậy. Trong phòng vẫn trống trơn như trước, Tề Đẳng Nhàn mua phòng rồi, nhưng vẫn không mua thêm nội thất. Dựa vào tính cách của Từ Ngạo Tuyết, có lẽ cô ta sẽ làm ra được chuyện đó, cho dù hắn mua đủ rồi, cô ta cũng có thể bán sạch. Bản thân hắn không phải người coi tiền như rác, dùng tiền của bản thân để trả nợ cho Từ Ngạo Tuyết đúng không? Vào đi, Tề Đẳng Nhàn mặc kệ Từ Ngạo Tuyết đang ngơ ngác, trước cửa phòng ngủ, đẩy mạnh sau lưng cô ta, sau đó vang lên một tiếng rầm, đóng cửa lại. Đêm nay đối với Từ Ngạo Tuyết là một đêm rất khó qua, chẳng qua, mừng vì không còn bao lâu nữa sẽ đến Tết. Tề Đẳng Nhàn nói, đến Tết là cô ta có thể rời đi. Chờ đến lúc đó, tập đoàn Từ Thị đã ổn định lại rồi, nhiệm vụ của cô ta coi như đã hoàn thành. Triệu Hồng Tụ là người như thế nào? Tề Đẳng Nhàn vẫn hỏi vấn đề này, sự tồn tại được nhà họ Triệu xưng là Thiên Phạt, vậy dĩ nhiên hắn phải thật nghiêm túc tìm hiểu rồi. Gần đây Từ Ngạo Tuyết tiếp xúc gần với nhà họ Triệu, đương nhiên cô ta sẽ hiểu biết nhiều hơn người khác. Nghe thấy câu hỏi của Tề Đẳng Nhàn, Từ Ngạo Tuyết cười khẩy, sao thế? Anh sợ à? Tề Đẳng Nhàn khiến cho nụ cười bấn cợt của cô ta biến thành tiếng rên rỉ, uyển chuyện thẳng tắp, cho đến hừng đông, dư âm vẫn chưa dứt. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười hỏi. Đối với người đàn ông xấu xa từ trong xương cốt này,
Từ Ngạo Tuyết rất bất lực, cô ta lạnh lùng nói, tôi chưa từng gặp Triệu Hồng Tụ, nhưng tôi từng nghe được một chuyện của cô ta. Cô ta là một người phụ nữ có tính cách kỳ quái, vui buồn thất thường, hơn nữa còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, kỳ nghệ dở ẹc nhưng lại thích đánh cờ với người khác. Sức chiến đấu của cô ta vô cùng chuẩn xác, cô ta chắc chắn là người đáng sợ nhất của nhà họ Triệu, thậm chí còn mạnh hơn Triệu Biện Tử. Tề Đẳng Nhàn hơi không tin những lời này, một người phụ nữ làm sao có thể bá đạo như vậy được. Hơn nữa, tính toán một chút thì Triệu Hồng Tụ chắc chắn không đến 30 tuổi. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi, Từ Ngạo Tuyết nói. Tề Đẳng Nhàn tùy tiện gật đầu, hắn cảm thấy rất thú vị, chẳng qua hiện tại hắn đã hiểu, có lẽ phải đợi đến lúc trở về đế đô mới có cơ hội gặp mặt, thiên phạt, này. Hồng Tụ vốn phải thêm hương, ở nhà họ Triệu lại trở thành, thiên phạt, cái tên tình thơ ý họa như thế này cư nhiên lại ẩn chứa sát ý đáng sợ như vậy, thật sự khiến người khác cảm thấy rất thú vị. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn vẫn dậy sớm như trước, sau đó đưa Dương Quan Quan và Hoàng Sung đến công viên Sâm Hải luyện quyền. Thời tiết lạnh giá, công viên vào lúc 5 giờ sáng, gió lạnh thét gào, khiến cho người ta lạnh đến run rẩy. Nhưng hai người Dương Quan Quan và Hoàng Sung vẫn luyện đến nỗi mồ hôi chảy khắp người, một quyền tiếp một quyền, đánh vào không khí, cho đến khi Tề Đẳng Nhàn vừa lòng kêu ngừng mới kết thúc. Ngày mai nghỉ một ngày, kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Tề Đẳng Nhàn đưa hai người đi luyện quyền xong, hắn ngáp một cái, cảm thấy bản thân tối hôm qua đã hao phí quá nhiều tinh khí lên người Từ Ngạo Tuyết. Cái tên Từ Ngạo Tuyết đặt rất hay, không nói đến khí chất của cô ta, chỉ nhìn làn da, mịn màng như tuyết. Ai dám nói làn da trắng của cô ta giống như tuyết đầu mùa, thì người đó chắc chắn là kẻ mù, tuyết đầu mùa sao có thể đẹp bằng cô ta chứ? Hai người thở ra một hơi dài, gần đây quá căng thẳng, mọi người đều rất suy sụp, có thể nghỉ ngơi một ngày, quả thật giống như trời giáng cam lộ. Dương Quan Quang đang gọi điện thoại cho Từ Thu Mộng, ngày mai có thể nghỉ một ngày, tại sao hôm nay lại không làm càn một chút chứ? Trùng hợp là ngày mai Kiều Thu Mộng cũng được nghỉ, nhận được điện thoại của Dương Quan Quan, cô ta không nói hai lời lập tức hẹn địa điểm gặp mặt. Hai người nhìn nhau, sau khi nhìn thấy mệt mỏi trên mặt hai người, bỗng chốc bật cười ha hả. Xem ra thật sự rất vất vả. Kiều Thu Mộng sờ gò má của Dương Quan Quan, mặt nhỏ lại rồi, không biết cơ thể có gầy đi không nữa. Đừng sờ mó lung tung, chỗ này không gầy, tớ đặc biệt dùng thước dây để đo đấy. Dương Quan Quan xấu hổ đẩy tay Kiều Thu Mộng ra, nói. Sau đó, hai người con gái bắt đầu đi dạo phố. Hai người không mang giày cao gót, mà chọn giày thể thao cho thoải mái, không phải họ không muốn đẹp, mà là quá mệt, mang giày cao gót nữa thì rõ ràng là tra tấn bản thân. Vừa định đi vào một cửa hàng, hai người bỗng nhìn thấy một chiếc xe van đột nhiên thắng gấp trước mặt. Sau đó, một người đàn ông bước xuống từ trên xe, đưa tay ra, nhanh chóng dùng khăn tay bịt mặt một cô gái, sau khi thành công hắn kéo cô gái đó vào trong xe. Đó không phải là thiên kim của thị trưởng Hoàng sao? Dương Quan Quan ngạc nhiên, sợ hãi nói. Hình như là Hoàng Tình Ca, cô ấy bị trói lại rồi hả? Kiều Thu Mộng nhíu mày. Xe van khởi động, hai người lúc này mới tỉnh táo lại, không hẹn mà gặp, cùng nhau đuổi theo. Thật ra hai người bọn họ cũng không biết tại sao lại đuổi theo. Nếu nhất định phải đưa ra một lý do, có lẽ chỉ có thể là bốn chữ, hành hiệp trượng nghĩa, đã học võ thì phải có chỗ để dùng võ. Hơn nữa, Dương Quan Quan biết rõ quan hệ giữa nhà họ Hoàng và Tề Đẳng Nhàn rất tốt, cho nên cô ấy làm một chút chuyện mà mình có thể làm. Hai người chạy theo, sau một lúc lâu, đều cảm thấy ngạc nhiên. Giờ mới phát hiện hai người lại chạy nhanh như vậy, thể lực của cả hai thì ra lại tốt đến thế. Hai người liếc nhìn nhau, nhưng chỉ đơn giản gật đầu một cái, không ai nói gì để tránh sốc hông. Sau khi chiếc xe van kia kéo Hoàng Tình Ca lên xe, sử dụng tốc độ không nhanh không chậm lái ra ngoài. Đây đương nhiên là việc dễ làm nhất, nếu tốc độ xe quá nhanh sẽ khiến cho cảnh sát giao thông chú ý, vậy thì sẽ gặp phiền phức lớn. Hơn nữa trên đường còn có đèn xanh đèn đỏ, xe van vừa chạy vừa dừng, hai con chim non vừa mới học võ công lại có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Kiều Thu Mộng sắp thở không nổi nữa, cô ta quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt Dương Quan Quan đỏ ửng, hô hấp vẫn đều đều, vẫn duy trì tốc độ cực nhanh như trước. Không lâu sau, xe van đã chạy ra khỏi nội thành, chạy vào vùng ngoại thành. Cũng may hiện tại đang là giờ cao điểm,
cho dù là ngoại thành cũng có rất nhiều xe, điều này khiến cho tốc độ của xe van vẫn không nhanh lên được. Dương Quan Quang chạy đều đều, hô hấp cân bằng, cột sống bắt đầu vận động theo, trong lúc chạy băng đã dùng quá sức, nhưng vẫn liên tục chạy hơn 10 km, vẫn cảm thấy mệt mỏi. Còn không ngừng lại, tớ sắp mệt muốn chết rồi. Kiều Thu Nguyệt cắn răng, cảm thấy nội tạng như bị lửa nóng thiêu đốt khó chịu, hơi thở ra, mỗi một hơi đều đau đớn như cắt đứt hiết hầu. Xe van bỗng nhiên chuyển hướng, từ đường cái rộng lớn ở ngoại ô, đi vào con đường đá vụn xóc này. Hai bên đường cái đều là đất vườn khô cạn. Dương Quan Quan bước một bước dài, nhảy một cái xuống đường lớn, sau đó tiếp tục đuổi theo xe van. Lúc cô ta đang chạy, lỗ chân lông khép mở, bàn tay chảy mồ hôi, càng chạy cơ thể càng trở nên nhẹ nhàng, nhưng áp lực trong nội tạng đang dần tăng lên. Kiều Thu Mộng hơi không theo kịp tiết tấu, cô ta cảm thấy sức ép trong nội tạng đã quá giới hạn, nhưng cô ta bỗng nhiên hít sâu một hơi, bỗng có cảm giác phúc đến thì lòng cũng sáng ra, miệng vang lên âm thanh sôi sùng sục của máy đun nước, ung ục, một sức mạnh không biết từ đâu chui ra, giúp cô ta có thể tiếp tục đuổi theo. Sau khi Dương Quan Quan nghe được động tĩnh, vô thức xoay đầu nhìn thử, âm thầm kinh ngạc trong lòng, cô ấy không nghĩ rằng Kiều Thu Mộng lại lợi hại như vậy, đuổi theo lâu như vậy vẫn không bị tụt lại phía sau. Hai người không nói chuyện với nhau, bởi vì vốn dĩ họ không có sức lực và thời gian để nói chuyện, một khi nói chuyện, không khí trong cơ thể sẽ bị thoát ra ngoài, lúc đó sẽ không đuổi kịp nữa. Dương Quan Quan không biết họ đã chạy bao lâu, cô ấy dần cảm giác được lỗ chân lông trong cơ thể mở ra, thân thể căng lên giống như bóng bay được bơm đầy khí, khi cô ấy chạy thì giống như đang liên tục bơm khí cho bong bóng. Trái tim cô ấy đập nhanh, sắp đạt đến quy luật bất thường, ngũ phủ ngũ tạng dường như bị lửa thiêu đốt. Tuyệt đối không thể buông lỏng, một khi đã buông lỏng, muốn điều chỉnh lại không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, vậy chắc chắn sẽ mất dấu. Dương Quan Quang cắn răng tiếp tục chạy, thậm chí tinh thần của cô ấy đã trở nên hơi hoảng hốt. May mà tốc độ của xe van ngày càng chậm, bởi vì tình trạng giao thông ở chỗ này không thông thuận lắm, tăng nhanh tốc độ chắc chắn là muốn gây chuyện. Dương Quan Quan quay đầu nhìn thoáng qua, cô ấy phát hiện Kiều Thu Mộng đã bị bản thân bỏ lại rất xa, sợ không phải chỉ cách một dặm thôi. Cô ấy biết, kế tiếp phần lớn chỉ có thể dựa vào chính mình, cô ấy cắn chặt răng tiếp tục đuổi theo. Cuối cùng tốc độ của xe van ngày càng chậm, dường như đang chuẩn bị dừng lại. Phía trước xuất hiện một ngôi nhà dân, sau khi xe van lái tới trước cửa nhà dân thì dừng lại. Dương Quan Quan cũng chậm rãi dừng lại, lặng lẽ đến gần phía trước. Thân hình của cô ấy đã được đường cái cao gần ngang cô ấy che lại, cho nên, nhìn từ phía nhà dân chắc chắn sẽ không nhìn thấy cô ấy. Không biết đám người này có lại lịch thế nào, một mình không đối phó nổi. Dương Quan Quan âm thầm nghĩ, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Cô ấy biết, đây mới chính là lúc khảo nghiệm bảo thân thật sự. Lúc trước đánh nhau với mấy tên côn đồ ở tiệm bánh bao vốn dĩ không là chuyện gì cả, hơn nữa, lúc đó còn có Tề Đẳng Nhàn quan sát bên cạnh, nếu tình hình không ổn, cô ấy vẫn có thể được cứu giúp bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại không có Tề Đẳng Nhàn bên cạnh, hơn nữa đối phương còn lại bọn cướp cực kỳ hung ác, không thể so sánh với mấy tên côn đồ kia. An toàn rồi, con bé này thật sự khó bắt, tính cảnh giác rất cao, cuối cùng lần này cũng thành công. Hai người đàn ông trong nhà dân, thân hình trung bình, mặt mũi bình thường. Dù sao cũng là con gái của Hoàng Văn Lãng, khó bắt là chuyện bình thường, nhưng mà cũng đã bắt được rồi, coi như có cái để ăn nói với lão đại rồi. Một người đàn ông khác nói, vẻ mặt vui cười. Dương Quan Quan thấy chỉ có hai người, bỗng nhiên có chút dũng khí giao đấu, dù sao lần trước cô ấy thực chiến. Một đấm có thể đánh ngã mấy tên côn đồ. Cô ấy vậy mà lại không phát hiện bản thân đã can đảm hơn trước, nếu đổi lại lúc còn chưa luyện võ, cô ấy mà gặp được loại chuyện như thế này, chỉ sợ trốn còn không kịp. Nhưng hiện tại, cô ấy lại có thể bình tĩnh quan sát tình hình, tự hỏi xem phải làm ra tay như thế nào để cứu Hoàng Tình Ca. Không được, không thể ra tay vào lúc này, hai người kia đương nhiên không phải người bình thường, một mình xử lý hai tên, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Dương Quan Quan suy nghĩ rối bời, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Vì thế, cô ấy trốn ở một góc kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc cũng có một tên cướp không nhịn được, đứng dậy, nói tao đi giải quyết nỗi buồn một lát, mày coi con bé này đi. Tên cướp còn lại nói, mày yên tâm đi, chó chặt chẽ lắm, thuốc mê vẫn còn hiệu lực, cô ta có thể chạy đi đâu được chứ?
cho dù tao về ngủ một giấc, cũng không thành vấn đề. Tên cướp vừa cười giỡn, sau đó cởi lưng quần, đi giải quyết nỗi buồn cá nhân. Được lắm, tính cảnh giác của hai tên này không cao, đúng là thời cơ tốt để mình ra tay. Dương Quan Quan suy nghĩ, cánh tay đúng lúc đụng vào một hòn đá bén nhọn, lập tức cầm lấy. Cô ấy rón ra rón rén trèo ra, nhảy một cái lập tức vào trong sân nhà, cô ấy nhìn thấy tên cướp trong phòng đang quay lưng về phía mình, còn cúi đầu châm thuốc lá. Sau khi tiếng bật lửa vang tách một cái, tên cướp ngồi trên ghế bắt đầu mơ hồ phun khói, nuốt khói nhả mây, lúc Dương Quan Quan đến gần, hắn cũng không hề phát hiện. Cơ hội tốt! Dương Quan Quan cong người, cúi người đi đến, dùng mũi chân để bước đi. Mấy ngày nay tập đánh cọc đã có tiến bộ rất nhiều, trong lúc vận động như thế này lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tên cướp ngồi trên ghế hút thuốc không hề phát hiện, một tay hắn cầm điếu thuốc, tay kia lướt điện thoại. Đúng lúc này, Dương Quan Quan đi ra phía sau hắn, hiện tại trong lòng cô ấy giống như đang nổi trống, giơ hòn đá trên tay lên, không nói hai lời, hung hăng đập lên thái dương của tên cướp. Võ thuật Trung Quốc có 8 không đánh, chỗ yếu hại của 8 không đánh này, đầu tiên chính là không đánh vào thái dương. Nhưng lúc thật sự chiến đấu, 8 không đánh chính là 8 đánh. Chiêu nào cũng phải đánh vào 8 chỗ yếu này, cố gắng một kích là giết chết. Dương Quan Quan đợi một lát, đánh lên huyệt thái dương. Lúc Dương Quan Quan ra tay, cho dù tên cướp có chút cảnh giác, nhưng vẫn không tránh kịp, vừa quay đầu nhìn đã thấy hòn đá đập lên thái dương của bản thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tảng đá đập mạnh vào thái dương của tên bắt cóc, máu tươi văng tung tóe. Tên bắt cóc này hừ còn chưa kịp hừ, thân thể đã nghiêng một cái, dầm một cái ngã xuống đất. Dương Quan Quan buông tảng đá ra, lúc này mới phát hiện bản thân có chút khẩn trương, bàn tay đã bị góc cạnh của tảng đá cắt đứt. Nhưng cô ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền vọt tới trước mặt Hoàng Tình Ca, đưa tay tháo miếng vải trắng bịt miệng cô ấy ra, tát lên mặt thúc giục, tỉnh lại. Hoàng Tình Ca mơ màng sắp ngủ mở hai mắt ra, theo bản năng lẩm bẩm hỏi, cô là ai, đây là ở nơi nào? Dương Quan Quan thấp giọng nói, cô bị bắt cóc, tôi tới cứu cô. Thôi nào, mau đi với tôi. Còn có một tên bắt cóc hung hãn đang ở đi vệ sinh ở ngoài kia, bất kỳ lúc nào gã cũng có thể đi ra, nếu không nhanh chóng cứu người đi thì chỉ sợ sẽ bị gã chặn lại. Dương Quan Quan một tay đỡ lấy Hoàng Tình Ca, một tay ôm eo cô ấy, dìu người đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này nhà vệ sinh bên ngoài truyền đến thanh âm xả nước, khiến cho đầu óc cô ta trở nên ong ong muốn nổ, trong lòng chửi thầm mẹ nó. Tên bắt cóc này bị trực tràng à, nhanh như vậy. Dương Quan Quan kêu thầm trong lòng. Vào nhà vệ sinh chưa tới 2 phút mà đã đi vệ sinh xong rồi á. Tên bắt cóc kia mở cửa ra thấy Dương Quan Quan đang đỡ Hoàng Tình Ca chuẩn bị rời đi thì liền vọt ra ngăn ở cửa lớn, cười lạnh nói, lá gan lớn thật, lại dám tranh ăn trước miệng cọp. Dương Quan Quan bất đắc dĩ buông Hoàng Tình Ca ra, để cho cô ấy ngồi dựa vào vách tường, lạnh lùng nói, các người biết mình đang làm gì không, có biết mình đang bắt cóc ai không? Cô ta cố tình kéo dài thời gian, bởi vì cô ta biết rằng Kiều Thu Mộng đang ở ngay phía sau. Tuy một mình cô ta rất có thể không phải là đối thủ của tên bắt cóc này, nhưng cộng thêm sức của Kiều Thu Mộng nữa, hai đánh một cũng có chút hy vọng sẽ thắng được. Nhưng bọn bắt cóc vốn thuộc loại người tàn nhẫn lại quyết đoán, căn bản không nói nhiều với Dương Quan Quan mà trực tiếp xông lên, hướng về phía lồng ngực Dương Quan Quan một cú đấm hung ác. Dương Quan Quan đã sớm chuẩn bị động thủ nhưng tình hình bây giờ là cuộc chiến sinh tử, điều này khiến lồng ngực cô ta đập bịch bịch như đánh trống, tuy thân thể có chút khẩn trương nhưng đầu óc lại đặc biệt rõ ràng. Trong nháy mắt nắm đấm đã đánh tới, Dương Quan Quan không né tránh mà trực tiếp ra quyền, một cú bổ thẳng tắp rơi xuống. Một quyền này vừa hay nện vào trên nắm đấm của đối phương, đem nắm đấm của gã nện xuống. Đối phương phát ra một tiếng kỳ quái. Gã không nghĩ tới Dương Quan Quan lại cũng là một người luyện võ, đánh hình ý phách quyền lại có khuôn mẫu như vậy. Trong lòng kẻ bắt cóc lập tức có thêm vài phần cảnh giác, lần thứ hai ra tay càng thêm độc ác, về cơ bản là không cho Dương Quan Quan cơ hội mà thở. Nắm đấm của đối phương hóa thành hình rắn, lướt tới mí mắt cô ta, ngón tay run rẩy tựa như phát ra tiếng tê tê giống độc xà phun nọc độc, làm cho người ta không rét mà run. Ngón tay còn chưa lướt tới. Dương Quan Quan đã ngửi được một cỗ mùi tanh hôi của con độc xà đang mở miệng lớn, chuẩn bị cắn chết người. Cô ta không chút nghĩ ngợi,
Bổ quyền nhanh chóng lật một cái, lập tức vặn bả vai hướng lên trên. Một cú đấm đánh tới, bụp một tiếng đỡ chiêu thức tay của đối phương, đem nắm đấm mở ra. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã được Tề Đẳng Nhàn hung hăng huấn luyện, mỗi ngày đều phải đánh ngũ hành quyền đến mấy ngàn lần, sau ngàn lần như thế, theo vô thức mà đánh ra. Hai chiêu này Dương Quan Quan đều vừa vặn cản được mà không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, chiêu thức cũng vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội nào. A! À, Dương Quan Quan chỉ cảm thấy hoa mắt, cánh tay gã ta rút ra trong nháy mắt mở ra thành miệng hạc, hướng về phía cổ họng Dương Quan Quan đâm thẳng tới. Tại thời khắc sinh tử này, Dương Quan Quan cũng không nghĩ nhiều mà theo bản năng bóp tay trái thành móng vuốt ưng, cũng nhắm tới cổ họng, so với hạc khẩu quyền của đối phương thì chính là một loại. Nếu như một chưởng này xuất phát từ Tề Đẳng Nhàn, khi đối phương bị hạc khẩu quyền đánh vào, ngón tay hắn sẽ nhéo một cái, trực tiếp đem ngón tay của người kia bóp gãy thành từng khúc. Nhưng Dương Quan Quan vẫn là chưa đủ công lực, tuy rằng giải đã giải gân châu rất nhiều lần nhưng dù sao chỉ lực cũng phải tích lũy tháng ngày mới có thể luyện ra. Cô ta bắt được, nhưng đối phương lại mở tay ra, lập tức chấn động đến khai ưng quyền của cô ta, hơn nữa còn khiến ngón tay của cô ta có chút đau đớn. Dương Quan Quan muốn đánh trả nhưng động tác của đối phương quá nhanh, trong nháy mắt đã chạy sang bên trái Dương Quan Quan, giơ tay lên một kích, hạc khẩu quyền liền đâm vào thắt lưng cô ta. Một quyền này đánh xuống, nếu như không né được thì thận của Dương Quan Quan sẽ bị đánh thủng mất. Không thể đánh như vậy mình liền chết chắc. Ở thời khắc mấu chốt, đầu óc Dương Quan Quan khó có thể duy trì được sự bình tĩnh. Thứ cô ta luyện chính là hình ý, cái được học chính là lấy cứng chọi cứng. Miệng lưỡi cay độc, đánh người giống như hôn môi, nhưng hôm nay lại gặp phải cao thủ, hết lần này tới lần khác không có cách nào để phát huy ra loại quyền bá đạo của hình ý, ngược lại bị áp chế khắp nơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Dương Quan Quan đưa tay ra sau mông, đột nhiên vung lên một cái hổ quét roi phá nắm đấm đối phương rồi lập tức nhảy ra phía sau. Con nhỏ này, xem ra cô luyện hình ý cũng không tệ, nhìn qua có thể thấy được sư phụ cao minh. Đáng tiếc là chưa đến nơi đến chốn. Tên bắt cóc nhe răng cười một tiếng, một phát thủ đao cắt khuỷu tay của Dương Quan Quan. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy khớp khuỷu tay mình tê dại, cảm giác như điện giật tràn vào cánh tay, lại giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào, đau vô cùng, cánh tay cũng không nhấc lên được. Không xong rồi, đây là một cao thủ ám kình. Dương Quan Quan hét to. Cô ta vội vàng dùng khỉ ngồi xổm ngồi trên mặt đất, sau đó cổ co rụt lại, ôm lấy đầu. Thuận thế lăn về phía bãi đất trống bên cạnh. Chiêu này tuy rằng khó coi nhưng rất hữu dụng, thoáng cái liền né được sát chiêu tiếp theo của tên bắt cóc. Tên bắt cóc vừa định đuổi giết theo liền đụng phải một tảng đá, gã giơ tay mở tảng đá ra, liền nhìn thấy ở cửa xuất hiện một người phụ nữ đang thở hồng hộc. Cả người mồ hôi đầm đìa, ngay cả lỗ chân lông cũng không khóa được mà cũng đòi đến đây làm anh hùng. Tên bắt cóc nhìn thấy Kiều Thu Mộng mồ hôi đầm đìa liền không khỏi cười lạnh nói. Dương Quan Quan lăn từ bãi đất bên kia về, ngay lúc tên bắt cóc định xông về phía Kiều Thu Mộng, cô ta giơ tay ném một nắm cát lên mặt gã. Tên bắt cóc biết rõ Dương Quan Quan chỉ mới luyện quyền không được bao lâu, nhưng đấu pháp lại lão luyện đến mức này, thậm chí còn bắt biết ném cát vào mặt, vừa nhìn đã biết sư phụ dạy quyền cho cô ta nhất định là một trong những cao thủ đứng đầu, nếu không làm sao có được kinh nghiệm thực chiến phong phú như vậy. Dương Quan Quan xem đi xem lại thực chiến thuật chân của Tề Đẳng Nhàn nên hầu hết các cách thức đều đã ghi nhớ kỹ trong lòng, thành điều bất ly thân nên ít nhiều cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, nên khi đối diện với đối thủ cũng có chút giống sư phụ. Tên bắt cóc suýt chút nữa đã bị cát che mắt, bước chân gã dừng lại, vung ra một quyền, kình phong mãnh liệt đã thổi bay toàn bộ cát bụi đập vào mặt. Nhưng vào lúc này, gã nhìn thấy Kiều Thu Mộng đã xông lên, mỗi bước chân dậm lực như sấm sét. Một cái thân chính khuỷu tay hướng về phía lồng ngực gã mà đánh. Tên bắt cóc gặp nguy không loạn, vung cánh tay đẩy ra ngoài. Bụp! Khuỷu tay Kiều Thu Mộng đụng vào cánh tay của tên bắt cóc chứ không đụng được vào đối phương, ngược lại còn đứng không vững, cô ta lập tức run run cẳng tay, muốn vung tay trêu chọc. Nhưng tên bắt cóc lại khinh thường cười nói, lại là một con nhóc tóc vàng không luyện tập cho tốt. Gã hạ vai đứng yên. Ngược lại khiến người muốn đụng gã bay ra ngoài Kiều Thu Mộng bay lên một thước, thoáng cái đã bay xa 5-6 thước ra ngoài sân. Một bên là pháo quyền của Dương Quan Quan đánh đến, gã cũng không chút hoang mang, chỉ xoay người lại hạ vai lấy cứng đối cứng. Trong nháy mắt nắm đấm chạm vào người gã,
Dương Quan Quan cảm giác như tay mình nện phải quả cầu xương rồng, đau đến thấu xương. Cô ta vội vàng rút lại nắm đấm, liền nhìn thấy đối phương bước một bước về phía trước, dẫm lên vạch giữa, liên tiếp đánh mấy quyền hướng vào mặt cô ta, đến cơ hội để thở cũng không cho. Liên tiếp đụng phải hai quyền, Dương Quan Quan cũng không kiên trì được nữa, cảm giác được sự chua xót từ nướu răng, răng nanh lỏng lẻo như sắp rớt ra bất kỳ lúc nào. Không được không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ bị đánh chết mất. Trong lòng Dương Quan Quan sợ hãi, nảy sinh ý định rút lui. Ở thời khắc mấu chốt này, dường như cô ta trở về như trước kia, cái loại tâm tính cảm thấy sợ hãi kia đột nhiên quay trở lại, cô ta thấy sợ hãi, không muốn đánh tiếp nữa. Trận đánh này liền mất đi một nửa dũng khí, cũng thua một nửa. Tên bắt cóc rõ ràng đã nhận thấy sự nhát gan của Dương Quan Quan, gã nhe răng cười một tiếng, thân hình giống như bạch hạc bắt rắn mà nhào tới, muốn nhân cơ hội này đánh chết người. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, ở cửa xuất hiện một hình bóng, người này dùng tốc độ cực nhanh đánh vào vai và người gã, như một con gấu giả vọt tới. Tên bắt cóc hoảng sợ, gã vội co rúm thân thể, bị đụng đến nỗi người đều bay ngược ra phía sau, phải vội vàng ổn định trọng tâm trên không trung, sau khi rơi xuống đất hai chân mới nhất thời đứng vững được. Nhưng khí huyết trong cơ thể sôi trào, nội tạng đều muốn nứt ra đến khó chịu. Dương Quan Quan chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình, chính là Tề Đẳng Nhàn. Điều này khiến cho cô ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Tề Đẳng Nhàn xuất hiện, nếu không cô ta đã bị tên bắt cóc này đánh chết rồi. Dám coi thường đồ đệ của tôi, thật to gan, Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt cười, nói với tên bắt cóc. Ánh mắt của tên bắt cóc ngưng trọng, nói, lại thêm một kẻ đến tìm chết. Tuy nói như vậy, nhưng gã biết Tề Đẳng Nhàn là cao thủ. Gã cũng biết không thể đánh lâu được, liền lập tức xông lên. Hai tay mở ra như bạch hạc dương cánh, chói mắt người khác. Nhưng Dương Quan Quan đột nhiên nghe được bằng 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 mấy tiếng thật lớn, sau đó đã nhìn thấy thân thể tên bắt cóc giống như bị điện giật mà dừng lại tại chỗ, liên tục vặn vẹo giống như múa cột. Tên bắt cóc lùi lại hai bước, ngã xuống đất, không nhúc nhích, lồng ngực lộ ra một mảnh toàn vết máu. Tề Đẳng Nhàn mặt không chút thay đổi cầm khẩu súng lục P1911 quân dụng đứng tại chỗ. Dương Quan Quan cùng Kiều Thu Mộng nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng hắn sẽ dùng võ công cao hơn đánh cho đối phương răng rơi đầy đất, nào ai mà ngờ hắn lại móc súng ra bắn chết người tại chỗ. Tề Tổng, anh, đúng là không biết xấu hổ. Dương Quan Quan nhìn không được mà cười khổ nói. Bọn bắt cóc muốn so võ công với Tề Đẳng Nhàn, kết quả Tề Đẳng Nhàn trực tiếp móc súng bắn người ta thành cái sàng, thế này thì hơi quá rồi. Tề Đẳng Nhàn khinh thường thu hồi khẩu súng lục. Nói, cô thì biết cái gì, đây gọi là thời đại thay đổi. Dương Quan Quan đỏ mặt nói không nên lời, nếu bây giờ mà cãi nhau thì kiểu gì cũng sẽ bị giáo huấn lại hai câu, dứt khoát không nói thì vẫn hơn. Chỉ là, sự khinh thường trong lòng cô ta đối với Tề Đẳng Nhàn không hề giảm đi chút nào, cũng qua loa quá rồi, người ta đang so với quyền cước mà hắn lại trực tiếp móc súng, đúng là không có tẹo đạo đức võ thuật nào. Cái này hơi coi thường võ đức rồi, chúng ta luyện võ. Không phải luôn lấy đạo đức đặt lên trên cùng sao? Kiều Thu Mộng vịn tường thở dốc, do dự hỏi. Nhất mệnh nhì vận tam thượng du á, tứ tích âm đức lục độc thư. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Chấm chấm chấm, Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng nhìn nhau. Nhất mệnh nhì vận tam thượng du á là quỷ gì vậy? Rõ ràng là nhất mệnh nhì vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ độc thư. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại. Mỉm cười, nói, người trẻ tuổi chúng ta không cần nói năm. Câu gốc là nhất mệnh nhì vận tam phong thủy tứ tích âm đức ngũ độc thư. Tề Đẳng Nhàn chế tam phong thủy thành tam thượng du á và bỏ năm để ngũ độc thư thành lục độc thư. Hai cô gái đều bị những lời này của hắn chỉnh đến giờ khóc giờ cười, có kiểu chơi chữ ngang như vậy à? Hắn thấy mình hài hước lắm, phải không? Lúc này, Hoàng Tình Ca cũng đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn ở đây liền không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, chỉ cần hắn ở đây đã khiến người khác cảm thấy rất an toàn. Không phải nói có hai tên bắt cóc sao? Sao chỉ có một? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dương Quan Quan thận trọng nói, có một người bị tôi dùng đá đánh lén vào huyệt thái dương, chảy rất nhiều máu, chắc chết rồi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, chạy vào trong phòng nhìn, chỉ thấy trên mặt đất là một thi thể nằm yên, vẫn chưa chết nhưng huyệt thái dương có một vết thương rất lớn, máu vẫn còn theo đó chảy ra ngoài.
Hắn quay đầu nhìn thấy trên mặt đất là một hòn đá bén nhọn nhuốm máu liền hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng hắn lúc này, liền có ánh mắt khác đối với Dương Quan Quan nhát gan ngày xưa, đối mặt với loại tình huống nguy hiểm này, rõ ràng gặp nguy không hoảng mà còn dám chủ động ra tay đánh lén. Đúng là đã chết, cô làm rất khá. Tề Đẳng Nhàn quay đầu tán dương Dương Quan Quan. Dương Quan Quan không dám vào nhà xem thi thể, sợ bản thân có bóng ma tâm lý mà trực tiếp trốn ra thật xa, giờ nhớ lại, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Cô ta bình tĩnh trở lại nhưng thậm chí bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô ta động thủ giết người, tuy rằng đối phương là kẻ bắt cóc độc ác, nhưng gã ta cũng là một cái sinh mệnh sống. Tề Đẳng Nhàn nói, không sao, để tôi gọi điện thoại, bảo người tới đây dọn dẹp một chút, các cô cũng không cần phải lo lắng sẽ gặp phiền toái. Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng đều gật đầu. Dương Quan Quan, tuy lần này cô biểu hiện không tệ, nhưng cô là đầu heo hả, chuyện nguy hiểm như vậy mà không biết gọi điện thoại cho tôi à? May là Thu Mộng vẫn còn hiểu chuyện gọi cho tôi, nếu không có khi hai người đã chết ở đây rồi. Tề Đẳng Nhàn hung hăng gõ trán Dương Quan Quan một cái, đau đến mức trong đầu cô ta nổi đầu sao, suýt nữa thì lăn đùng ra ngất. Dương Quan Quan liền cảm thấy ủy khuất, khi đó khẩn trương như thế làm sao cô ta có thể nhớ chuyện này, trong đầu toàn là nghĩ đến chuyện nên giải quyết hai tên bắt cóc này như thế nào mà thôi. Kiều Thu Mộng nói, Quan Quan thật sự rất lợi hại, bám đuôi theo xe tải chạy đến đây, tôi suýt không theo kịp. Dương Quan Quan nói, Mộng Mộng cô cũng rất lợi hại. Tề Đẳng Nhàn nói, được rồi, hai người đừng thổi phồng nhau lên nữa, cả hai đều biểu hiện rất tốt được chưa? Cũng may không xảy ra chuyện gì, nếu không cũng không biết phải kết thúc chuyện này như thế nào. Hắn đi tới trước mặt Hoàng Tình Ca hỏi thăm, Hoàng tiểu thư, cô không sao chứ? Ôi, tôi không sao, chỉ là chưa hết ngấm thuốc mê nên vẫn còn mơ hồ một chút. Tề Đẳng Nhàn bảo Kiều Thu Mộng đi lấy chút nước, dùng khăn mặt lạnh đắp cho cô ấy khiến Hoàng Tình Ca trở nên tỉnh táo hơn. Không lâu sau, người mà Tề Đẳng Nhàn phái tới cũng bắt đầu quét dọn hiện trường. Bọn họ đều là người của chiến bộ nên đều tự biết cái nói năng cẩn thận, đâu vào đấy mà chấp hành nhiệm vụ. Đi thôi, chúng ta trở về. Tề Đẳng Nhàn nói rồi mang theo ba cô gái lên xe. Hắn lái xe, như có điều suy nghĩ hỏi Kiều Thu Mộng đang ngồi ở ghế lái phụ, cô luyện võ với ai vậy? Tôi không có luyện võ, chỉ chạy bộ mỗi buổi sáng rồi luyện tập với huấn luyện viên Quyền Anh thôi. Dương Quan Quan nghĩ đến tư thái lúc Kiều Thu Mộng chạy bộ mà cũng hăng hái đến mức đó thì liền cảm thấy cô ta đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng, không suy nghĩ nhiều nữa, trước tiên đưa Kiều Thu Mộng về nhà để cô ta nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới lái xe đưa Hoàng Tình Ca về. Hoàng Văn Lãng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với chuyện của Hoàng Tình Ca, còn giữ Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan lại ăn cơm. Nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn từ chối vì trên người Dương Quan Quan còn có vết thương cần xử lý, cũng hẹn lại tối nay sẽ tới. Cô có biết hiện tại Kiều Thu Mộng đang học võ với ai không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tôi không biết, không phải cô ấy nói mình chỉ chạy bộ mỗi buổi sáng với luyện tập Quyền Anh thôi sao? Dương Quan Quan ra vẻ không biết, chỉ là chính xác Kiều Thu Mộng đang luyện võ cùng ai thì đúng là cô ta không rõ lắm. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, ít giả ngốc đi. Cô ấy có thể theo cô lúc đuổi theo xe tải, thể lực này không chỉ dựa vào mỗi luyện chạy đường dài là được. Dương Quan Quan liền nói, cô ấy không muốn nói, tôi cũng đâu có tiện hỏi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, cũng không đôi co chuyện này nữa. Kiều Thu Mộng kiên định thay đổi cuộc sống của bản thân, quyết chí trở nên mạnh mẽ hơn, cũng tự có con đường của riêng mình, hắn không định can thiệp nhiều. Chuyện hôm nay thật sự quá mạo hiểm, tên bắt cóc kia đúng là lợi hại. Hẳn gã cũng là một cao thủ ám kình, lúc đối quyền với gã, tôi cảm giác như bị quả lê gai đâm vào vậy. Dương Quan Quan vẫn còn sợ hãi nói. Cũng may là nhận thức của cô ta tốt, trong khoảng thời gian này lại tham gia huấn luyện khắc khổ nên công lực tăng rất nhanh, nếu không thì có khi đã bị đối phương đánh chết từ lúc đó rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, kể lại quá trình thực chiến hôm nay lại cho tôi nghe một chút, để tôi đánh giá. Dương Quan Quan cũng thuật lại quá trình thực chiến của mình. Tề Đẳng Nhàn nghe được cũng liên tục gật đầu. Đối với Dương Quan Quan, một người chỉ mới nhập môn mà nói, có thể chống chọi lâu như vậy đã không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, cô ta còn vượt qua nỗi sợ của mình mà ra tay đánh lén, dùng đá đập chết một tên bắt cóc.
Cô trở về cũng nên viết một quyển thực chiến thuật chân ghi chép lại mỗi lần thực chiến, sau đó về nghiền ngẫm xem mình làm không đúng chỗ nào. Tề Đẳng Nhàn nhẹ giọng nói. Dương Quan Quan thầm phấn khích, hy vọng bản thân cũng có ngày viết ra được một quyển sánh ngang thực chiến thuật chân của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn dạy hết Dương Quan Quan cho không che giấu chút gì, thậm chí còn đem cả thực chiến thuật chân quý cho cô ta xem, bên trong có ghi lại phong cách, chiến thuật, kịch bản, cùng với thói quen đối địch của hắn. Nếu như quyển thực chiến thuật chân này rơi vào trong tay kẻ địch, ít nhiều đối phương sẽ nghiên cứu ra một vài phương pháp chiến đấu có thể nhằm vào hắn. Cũng chính nhờ quyển thực chiến thuật chân này mà Dương Quan Quan mới có thể tỏa sáng rực rỡ trong cuộc chiến sinh tử hôm nay, tuy rằng không thể đánh thắng, nhưng tốt xấu gì cũng không bị đánh chết mà còn kéo dài được thời gian. Tề Đẳng Nhàn nói, người luyện võ phải có khí huyết và dũng khí, nhưng nếu quá mức huyết khí phương cương cũng không được. Cho nên, chúng ta luyện quyền có một cái tên khác gọi là luyện đầu óc. Đây đương nhiên không phải ý xấu mà là ý muốn đem đầu óc của người luyện ngày càng nhanh nhẹn hơn. Đôi khi đánh nhau cùng người khác không chỉ là vấn đề ở chỗ công lực cao thấp. Từ xưa đến nay, số cao thủ bị lật thuyền nhiều không đếm xuể, cũng bởi vì không đủ thông minh. Cô đúng là thiếu một chút đầu óc, có lẽ là lần trước thực chiến có thể đánh ngã mấy tên côn đồ nên cô mới tự tin, đến lúc gặp chuyện ngay cả gọi điện thoại báo tôi cũng không nhớ. Dương Quan Quan ngượng ngùng lè lưỡi. Hôm nay đúng là vô cùng mạo hiểm, cũng may mà Kiều Thu Mộng đã gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn trước, nếu không sợ rằng hai người bọn họ đã bị đánh chết rồi. Tạm thời võ công này của cô ta vẫn chưa thể so được với trình độ của tên bắt cóc, có thể nói là phần thắng cực kỳ nhỏ. Tề Đẳng Nhàn nói, hôm nay cô gặp phải người luyện Bạch Hạc Quyền, còn có chút xen lẫn lối đánh của phái Vịnh Xuân. Cũng may địa thế khá rộng rãi, cô mới bày ra được chiêu thức khỉ ngồi xổm kia. Nếu ở trong địa thế chật hẹp, cô không thi triển được mà ngược lại quyền của gã vừa ngắn, vừa ác, vừa mạnh, e là chỉ vài phút đồng hồ là đánh chết cô rồi. Chiêu ném cát của cô dùng cũng được, cao thủ phải ưu tiên dùng ưu thế địa hình, không từ thủ đoạn mà thắng. Quốc thuật là thuật bảo vệ quốc gia, chỉ dùng để giết người, chỉ cần có thể đánh chết đối thủ thì có ra tay tàn độc đến mấy cũng được. Tề Đẳng Nhàn tổng kết trận thực chiến hôm nay của Dương Quan Quan. Sự tự giác của đồ đệ này khiến hắn vô cùng vui mừng. Dù sao Dương Quan Quan nhập môn cũng chưa được bao lâu mà lại có thể đánh tới đánh lui cùng một cao thủ ám kình luyện Bạch Hạc đã là không dễ dàng gì rồi. Đổi lại là Hoàng Sung Lai, nếu anh ta không được học những môn võ trong quân đội mà chỉ dùng võ công đọ sức, e là đã bị đánh chết vài lần rồi. Được Tề Đẳng Nhàn tán dương, trong lòng Dương Quan Quan hết sức vui sướng, vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngược lại khiến cho thằng cha dê xồm bên cạnh được mở rộng tầm mắt. Tề Đẳng Nhàn đưa Dương Quan Quan về nhà, đúng lúc Lý Vân Uyển cũng đang ở nhà. Sao trông cô chật vật vậy, lại bị người ta bắt nạt? Lý Vân Uyển kinh ngạc hỏi. Lần này không bị người khi dễ mà là giúp người ta một ơn lớn, làm chuyện tốt. Tề Đẳng Nhàn cười nói, để Dương Quan Quan ngồi xuống trước. Dương Quan Quan bất đắc dĩ cười khổ. Nói, suýt chút nữa bị người ta đánh chết, cũng may Tề Tổng kịp thời chạy tới cứu tôi một mạng. Lý Vân Uyển khiếp sợ nói, cô đi tìm người so võ á. Mới học được bao lâu mà đã dám đi đánh nhau rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, hôm nay con gái của thị trưởng Hoàng bị bắt cóc, là Dương Quan Quan cứu người ra, biểu hiện còn rất khá. Lý Vân Uyển vô cùng ngạc nhiên, quấn lấy Dương Quan Quan bảo cô ta kể lại chuyện đã xảy ra. Dương Quan Quan thân là một người có IQ cao, biết hiện tại quan hệ Lý Vân Uyển cùng Kiều Thu Mộng có chút kỳ quặc nên trực tiếp rút lại toàn bộ phần sau của câu chuyện, tất cả ôm hết vào thân mình. Tề Đẳng Nhàn lấy hòm thuốc ra nghịch nghịch, nghe Dương Quan Quan soạn lại câu chuyện thì không khỏi bật cười. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, tránh để Lý Vân Uyển mang khúc mắc, dù sao ngày nghỉ Dương Quan Quan tìm Kiều Thu Mộng đi dạo phố chung mà không gọi cô ta, quả khó tránh khỏi làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Thật đúng là quá nguy hiểm, nhưng lá gan của cô đúng là lớn lên không ít đó. Lý Vân Uyển kinh ngạc, cảm thấy câu chuyện này vô cùng kích thích. Ừ, luyện quyền thật sự rất có thể tăng thêm sự can đảm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Dương Quan Quan cao hứng nói. Tề Đẳng Nhàn bảo Dương Quan Quan cởi quần áo ngoài ra, chỉ còn lại một chiếc áo lông cừu tận cùng bên trong. Áo lông cừu này hơi bó sát người,
làm nổi bật lên dáng người có lồi có lõm của cô ta. Lý Vân Uyển cũng ở đây khiến cho Dương Quan Quan có chút xấu hổ, nhưng cũng là chuyện tốt đấy chứ, ít nhất Tề Đẳng Nhàn sẽ không mở miệng ra trêu chọc cô ta. Dương Quan Quan chậm rãi kéo tay áo trái lên, Lý Vân Uyển nhìn thấy thì không nhịn được hít vào một hơi, làm người tốt xong cả cánh tay đều bầm tím. Vừa rồi một chưởng kia cắt đến gân cốt, ám lực xuyên qua cơ thể khiến khí huyết ngưng trệ, không phải vấn đề lớn. Tề Đẳng Nhàn cầm cánh tay cô ta nhìn kỹ hai lần, ánh mắt không chút lưu tình lướt qua bộ phận kia, đúng là đàn ông không thể nào quản được hai mắt mình. Dương Quan Quan như ý thức được điều gì, mặt càng đỏ hơn. Tề Đẳng Nhàn thong thả đặt cánh tay của Dương Quan Quan xuống, từ trong hộp thuốc lấy ra lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn, sau đó là một cây kim bạc và một sợi chỉ vàng dày như sợi tóc. Hôm nay tôi giúp cô trị thương, nhân tiện nói cho cô nghe về tẩy tủy kinh của Phật gia, quá trình này có thể giúp cô có thêm hiểu biết. Tề Đẳng Nhàn nói. Sau trận thực chiến này, hắn nhìn Dương Quan Quan với con mắt khác, cũng cảm thấy mình nên đẩy nhanh tiến độ giảng dạy hơn, cống hiến hết mình mà truyền đạt. Kim châm cắm vào huyệt vị trên cánh tay của Dương Quan Quan, sau đó dùng tơ vàng nối, sợi chỉ vàng trong tay Tề Đẳng Nhàn khẽ động. Dương Quan Quan cảm thấy trong cánh tay truyền đến một loại cảm giác vô cùng tê dại, loại tê dại này không khiến cô ta khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, cả cánh tay đều trở nên mềm nhũn. Không lâu sau đã thấy ứ máu bắt đầu dần dần tiêu tán đi, rất thần kỳ. Tề Bình Nhàn một bên vận công chữa thương cho cô ta, một bên giảng cho cô ta về tẩy tủy kinh, đây là một môn pháp môn dùng thanh âm tẩy gân cốt, là sáng tạo độc đáo của Phật gia, đối với luyện công rất có tác dụng. Võ công phải luyện đến tận xương cốt, khi đó mới trở thành sức mạnh thật sự chứ không phải là cường điệu như mấy tên đại lực sĩ bẻ không nổi ngón tay. Muốn cho công phu nhập vào xương tủy nhất định phải nắm giữ được sự ảo diệu của thanh âm, tủy là dạng lỏng, được xương cốt bao bọc ở bên trong, chỉ có dùng thanh âm mới có thể đả động tới nó. Nửa giờ sau, cánh tay Dương Quan Quan đã khôi phục về như lúc ban đầu. Thứ tôi dùng chính là hóa kinh, kinh lực theo kim châm đi vào huyệt vị của cô, truyền đến tủy xương ở trong cùng, khi tủy xương hoạt động thì ứ máu cũng rất nhanh tan ra. Tề Đẳng Nhàn giải thích. Thì ra là như vậy, chỉ là, anh nói những thứ này với tôi có hơi sớm, tôi sẽ từ từ tiến bộ. Dương Quan Quan tự tin nói. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta thay đổi từ trong ra ngoài, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng, cũng có chút xúc động, giống như là một đại sư đang điêu khắc một khối gỗ mục, rồi dần dần đem khúc gỗ mục này điêu khắc thành một tác phẩm nghệ thuật. Cho nên Tề Đẳng Nhàn cũng càng muốn nắm chặt cô ta trong tay. Hắn đã vất vả lắm mới có thể bồi dưỡng được một cô gái ưu tú như vậy, sao có thể để cho mấy lão khác chiếm tiện nghi chứ? Hôm nay cô không cần luyện tập thêm nữa, trở về tự ngẫm lại kinh nghiệm thực chiến của chính mình, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt tiếp tục. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Dương Quan Quan định trả lời, bỗng nhiên cô ta nhớ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên khó coi, tôi đánh chết người kia, tướng chết có khó coi lắm không? Tề Đẳng Nhàn nói, không cần đặt gánh nặng tâm lý, đây là cô đang hành hiệp trượng nghĩa, người kia là kẻ bắt cóc ác độc, cô đánh chết gã cũng không có gì đáng trách. Luyện võ vốn là để cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, hành hiệp trượng nghĩa, các đại sư ngày xưa có ai không từng giết người đâu chứ. Thậm chí, sát chiêu bán bộ băng quyền này đều do Quách đại sư người ta đeo xiềng xích trong ngục suy nghĩ ra. Dương Quan Quan được Tề Bình Nhàn trấn an một phen. Trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, đứng dậy tạm biệt rồi rời đi. Tề Đẳng Nhàn đưa chìa khóa xe cho cô ta, bảo cô ta lái xe trở về, sau này nhớ lái đến công ty trả lại cho hắn là được. Vân Uyển, tôi đi trước nha, tối nay chúng ta cùng chơi game, tôi mang cô lên phòng phát trực tiếp. Được, không thành vấn đề, Lý Vân Uyển tràn đầy vui mừng đáp ứng. Gần đây mọi người ai cũng đang cố gắng tăng ca làm việc, hiếm khi có dịp nghỉ ngơi. Đương nhiên phải thư giãn một chút. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn lộp bộp một chút, về sau bản thân mở phòng phát sóng trực tiếp của Dương Quan Quan phải khiêm tốn một chút, không thể nói lung tung, nếu không bị Lý Vân Uyển phát hiện liền tiêu rồi. Quan Quan được anh huấn luyện thực sự thay đổi rất nhiều. Tôi không nghĩ tới lại có ngày cô ấy dám động thủ đánh người, thậm chí còn đánh chết người ta. Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn, có chút cảm thán. Đương nhiên, tôi là ai cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn được cô ta khen, mũi liền hếch lên trời.
Lý Vân Uyển trực tiếp ngồi vào lòng Tề Đẳng Nhàn, ôm cổ hắn, ôn nhu nói, sắp sang năm mới rồi, năm nay anh có ở nhà mừng năm mới với tôi không? Tề Đẳng Nhàn nói, có lẽ không được, năm nay có lẽ bố tôi phải về nhà tù U Đô, tôi cũng phải về đó đón năm mới. Nếu em có hứng thú thì về chung với tôi. Lý Vân Uyển nhất thời mặt ủ mày trao, nhiệm vụ công tác của cô ta nặng bao nhiêu, Tề Đẳng Nhàn cũng không phải không biết. Cô ta cũng muốn đi gặp bố của Tề Đẳng Nhàn lắm chứ, nhưng chuyện trong tay không bỏ xuống được thật sự quá nhiều. Quên đi, để lần sau vậy. Lý Vân Uyển có chút dầu dĩ không vui nói. Được rồi, không sao hết, đến lúc đó tôi bảo bố tới Trung Hải, chúng ta lại gặp nhau, ông ấy nhất định sẽ thích em. Tề Đẳng Nhàn trấn an cô ta. Tề Đẳng Nhàn để Lý Vân Uyển ở nhà nghỉ ngơi còn mình thì chuẩn bị đi tìm Hoàng Văn Lãng, còn báo trước hai ngày nay có thể sẽ không về nhà được. Lý Vân Uyển cũng không hỏi chuyện gì, chỉ bảo hắn nhớ cẩn thận là được. Tề Đẳng Nhàn ngày càng cảm thấy Lý Vân Uyển hợp với tâm ý của mình, cô ta chưa bao giờ hỏi chuyện không nên hỏi, bản lĩnh tự chăm sóc bản thân rất mạnh, tuyệt đối không để cho hắn phải lo lắng quá nhiều. Không giống như Dương Quan Quan, ngày trước chưa luyện võ đi tới đâu bị bắt nạt tới đó, thật đúng là khiến hắn phải tan nát cõi lòng. Lúc tới Hoàng gia, sắc trời đã có chút tối. Hoàng Văn Lãng thấy Tề Đẳng Nhàn tới thì trưng ra bộ mặt tươi cười chào đón. Chuyện hôm nay may mà có Tề Tổng, nếu không chỉ sợ tiểu nữ nhà tôi đã phải gặp phải chuyện bất chắc. Tề Đẳng Nhàn nói, Hoàng thị trưởng khách khí rồi, tôi tới đây gặp ông không phải để tranh công mà là tới bảo vệ ông. Hoàng Văn Lãng nghe xong liền ngẩn người, không biết Tề Đẳng Nhàn lấy được tin tức ông ta gặp phải nguy hiểm từ đâu. Bảo vệ. Loại chuyện bảo vệ Hoàng thị trưởng này đương nhiên là phải do người chuyên nghiệp tới làm. Chuyện này quá nguy hiểm, không phải để tên tiểu tử như cậu tham dự, đến từ đâu thì về lại chỗ đó đi. Không cần phải cố chấp bám theo người khác, đến lúc chuyện không thành, ngược lại còn mất mạng. Nghe được lời của Tề Đẳng Nhàn, một người đàn ông trung niên đi ra, thản nhiên nói với hắn, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Hoàng Văn Lãng ho khan một tiếng, giới thiệu, vị này là cao thủ được Cục An ninh Quốc gia đặc biệt phái tới. Tên là Trung Huy, chuyên phụ trách vấn đề an toàn của tôi. Gần đây đúng thật là có một vài thế lực có mưu đồ gây rối cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi biết, cho nên tôi mới tới đây bảo vệ ông. Trung Huy nhíu mày, tên nhóc, có phải cậu nghe không hiểu lời tôi nói phải không? Cậu mấy cân mấy lượng, đặt ở trước mặt người ta, chỉ sợ ngay cả rượu thịt cũng không bằng. Tề Đẳng Nhàn lại nói, Trung Huy đúng không? Tôi thấy anh cũng không mạnh hơn chỗ nào. Vẫn là đến từ đâu về lại đó đi. Sắc mặt Trung Huy trầm xuống, lạnh lùng nói, tôi là cao thủ được Cục An ninh Quốc gia đặc biệt phái tới, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy. Hoàng Văn Lãng thấy hai người nói chuyện không hợp đến mức chuẩn bị đánh nhau tới nơi, vội vàng đứng ra chắn ở giữa. Ông cười ha ha, hai vị cũng đừng cãi nhau, ai cũng đều là vì bảo vệ an toàn cho Hoàng Mỗ đây, Hoàng Mỗ vô cùng cảm kích. Trung tiên sinh cũng không nên khinh thường Tề Tổng, cậu ấy cũng từng ra tay giúp Hoàng gia chúng tôi giải quyết phiền toái lớn. Hai vị không muốn hợp tác vậy thì không hợp tác, ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai. Trung Huy hừ lạnh một tiếng, tôi nể mặt Hoàng thị trưởng, nếu không đã giáo huấn tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu rồi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy buồn cười, không biết chuẩn tướng phòng chính trị như mình đánh vị đặc phái viên của Cục An ninh Quốc gia này, anh ta sẽ gặp phải chuyện gì. Thôi quên đi, dù sao đương sự là Hoàng Văn Lãng cũng đã đứng ra nói chuyện, bản thân hắn cũng không thể làm gì quá phận được. Khi biết Tề Đẳng Nhàn đến nhà, Hoàng Tình Ca cảm thấy vô cùng phấn khích, cô ta cho là trước đó mình là giúp hắn lập được công trạng lớn. Thực ra Tề Đẳng Nhàn cũng không muốn quản chuyện này, nhưng người của Huyết Khô Lâu đã nổ tung biệt thư của hắn khiến tên nhỏ mọn này nghẹn một bụng tức. Tên Hồng Thiên Đô này tuy rằng đã bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng nói gì thì nói trước đó ông ta vẫn là người của Hồng Bang, đánh chết ông ta, bên ngoài phía Hồng Bang sẽ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn khó chịu. Tuy Tề Đẳng Nhàn không sợ, chỉ là hắn không muốn gây chuyện, nhưng một khi đối phương đã chọc đến hắn vậy làm sao có thể trách được nữa. Người anh em, bên Đông Phương Anh Hoa lại cử tới mấy người phụ nữ nước Kiệt Bành, trong đó có một người có bộ dạng giống như nữ minh tinh trên TV. Có dịp tôi sẽ đưa tới cho anh nhìn thử.
Hoàng Kỳ Bân rất thân thiết với Tề Đẳng Nhàn, anh ta muốn mời hắn đi tắm chung. Cũng tốt, vừa lúc tôi cũng muốn góp ý với tay nghề của nhân viên mới. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Hoàng Kỳ Bân giơ ngón tay cái lên với hắn, người anh em quả là một người có nguyên tắc, luôn nghĩ tới việc góp ý giúp người khác bất kể lúc nào. Đối với bộ dạng đứng đắn này của Tề Đẳng Nhàn, Hoàng Kỳ Bân đã sớm quen từ lâu. Anh đang làm gì vậy? Thật không biết trong đầu anh suốt ngày nghĩ cái gì. Hoàng Tình Ca đi tới, lớn tiếng mắng chửi. Em gái, anh có làm gì đâu, anh chỉ trao đổi với người anh em của mình về phương pháp xoa bóp chính quy thôi mà. Vẻ mặt Hoàng Kỳ Bân vô cùng nghiêm túc. Tề Đẳng Nhàn cũng gật đầu phụ họa theo, đúng vậy, chúng tôi chỉ trao đổi bình thường, có gì mà đáng xấu hổ đâu chứ. Hoàng Tình Ca tỏ ra khinh bỉ hai tên này, xoay người rời đi. Tối hôm đó, cả Tề Đẳng Nhàn lẫn Trung Huy đều nghỉ ngơi trong phòng ngủ lớn của Hoàng Văn Lãng. Phòng ngủ rất rộng rãi, kê thêm hai cái giường xếp quân dụng, khó khăn lắm mới có thể chen người nằm gọn ở trên đó. Ban ngày Hoàng Văn Lãng phải đi làm, xử lý công việc, trông vô cùng bận rộn, cho nên sau khi tắm rửa, thay đồ ngủ, vừa đặt người lên giường đã ngáy khò khò vào giấc. Trung Huy nằm trên giường xếp quân dụng, hai mắt mở to, lạnh lùng nói, nếu có gặp phải nguy hiểm, tôi không rảnh mà quản tới sống chết của cậu đâu. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh trả lời, không cần anh lo, tự lo tốt cho bản thân mình trước đi. Trung Huy lại nói, tôi sẽ không cứu một người không biết tốt xấu, mà ngược lại có khi để kẻ đó chết lại khiến người khác cảm thấy phấn khích đấy. Tề Đẳng Nhàn cười nói, trái ngược nhỉ, nếu anh gặp phải nguy hiểm tôi nhất định sẽ cứu giúp. Bởi vì tôi sợ sinh mệnh. Lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho người ta cảm thấy thật vô nghĩa, nếu để những người bị hắn đánh chết ở dưới đất nghe được chỉ sợ bọn họ oán hận bò ra khỏi mộ để tìm hắn nói chuyện, hỏi xem hắn sợ sinh mệnh đến mức nào. Người trẻ tuổi các cậu nói chuyện thú vị đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thích cậu đâu. Trung Huy vẫn lạnh nhạt như trước. Anh ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chính là loại người chán sống liều chết, vì cơ hội bám vào quyền quý mà làm ra đủ chuyện ngu ngốc. Còn không biết tự lượng sức mình đòi đến bảo vệ Hoàng Văn Lãng nữa chứ. Hắn cảm thấy mình có thực lực đó à? Người muốn đối phó Hoàng Văn Lãng lần này đến từ tổ chức Huyết Khô Lâu danh tiếng lẫy lừng. Tổ chức này chính là do tên phản bội Cục An ninh Quốc gia Hồng Thiên Đô một tay lập nên. Người tên là Hồng Thiên Đô này, khi còn ở Hoa Quốc đã được xưng là La Hán Quốc gia. La Hán là chức vị chỉ đứng sau Phật, Bồ Tát, có thể đạt được danh tiếng này thì chứng tỏ là một người cực kỳ ghê gớm. Sau khi chạy trốn ra nước ngoài, tu vi của người này lại có bước tiến lên, ngay cả Phó Phong Vân cũng nói có lẽ ông ta đã vượt qua thể lực của con người, được các nước bao gồm cả Hoa Quốc liệt vào nhân vật nguy hiểm cấp S. Tề Đẳng Nhàn nằm trên giường xếp quân dụng, nhắm mắt lại. Những ngày gần đây của hắn trôi qua rất thoải mái, cơ thể bị đạn bắn vào khi đánh nhau với Ngọc Tiểu Long đã gần như khỏi hẳn, thân thể đã đạt tới trạng thái không tệ. Bảo vệ Hoàng Văn Lãng là nhiệm vụ mà Phó Phong Vân giao cho hắn, nếu không phải người thuộc tổ chức Huyết Khô Lâu nổ tung biệt thự của hắn, hắn cũng không bằng lòng tiếp nhận loại nhiệm vụ thế này. Hy vọng là một đối thủ thú vị một chút, dù sao áp lực cũng rất lớn. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, hắn càng lớn mạnh, lại càng thiếu áp lực sinh tử khi chiến đấu với Triệu Hằng Vũ, Từ Ngọc Giai và Ngọc Tiểu Long, chỉ có gặp phải loại áp lực này mới có thể khiến hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên hắn luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì có rất nhiều điều đang chờ đợi hắn ở phía trước nữa. Nhất là sau khi nghe qua vị thiên phạt kia của Triệu gia qua miệng Từ Ngạo Tuyết, hắn càng cảm thấy có động lực tiến lên. Nằm ở trên giường, đầu óc Tề Đẳng Nhàn không được linh hoạt lắm mà nghĩ ngay đến đôi chân dài của Từ Ngạo Tuyết, cân nhắc xem nên đi thăm cô ta vào ngày nào cho đẹp. Tuy rằng Từ Ngạo Tuyết không phối hợp, nhưng nhìn thấy biểu cảm vắt óc nhẫn nại muốn giấu đi sự ham muốn của cô ta vẫn là một chuyện làm cho người ta cảm thấy phấn khích. Cứ như thế Tề Đẳng Nhàn đã ngủ thiếp đi. Lúc này Hoàng Tình Ca cẩn thận đẩy cửa tiến vào, trong ngực ôm theo hai cái chăn. Sợ hai người lạnh nên tôi cố ý cầm thêm chăn tới. Hoàng Tình Ca cười cười giải thích. Trung Huy gật đầu, Hoàng Tình Ca đem một cái chăn cho anh ta, sau đó đi đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Chủ động giúp hắn đắp thêm chăn lên người. Trong suốt quá trình, Tề Đẳng Nhàn không hề tỉnh lại. Trung Huy thấy thế thì cười nhạt,
ngay cả chút cảnh giác này cũng không có, còn đòi bảo vệ Hoàng Văn Lãng gì chứ, chỉ sợ Hoàng Văn Lãng bị người ta giết chết trong lúc hắn đang ngủ khò khò bên cạnh ấy. Thật ra Hoàng Tình Ca chỉ muốn tới đưa chăn cho Tề Đẳng Nhàn mà thôi, nhưng vì Trung Huy cũng ở chỗ này nên cô ta tiện quan tâm anh ta một chút. Lại nói vẫn là Trung Huy được kép phúc từ Tề Đẳng Nhàn, nếu không đã phải chịu lạnh cả đêm. À, nhìn anh ta ngủ ngon thật đấy. Hoàng Tình Ca cảm thấy buồn cười, đưa tay chọc vào má Tề Đẳng Nhàn, cảm giác mềm mềm, sau đó hài lòng xoay người rời đi. Tề Đẳng Nhàn cứu mạng cô ta, đương nhiên cô ta rất thích hắn, nhưng tình cảm kia không phát triển đến mức yêu mà chỉ dừng lại ở cảm kích. Tất nhiên nếu Tề Đẳng Nhàn chủ động mở lời, tuy nói thế nhưng cô ta sẽ rất vui vẻ mà đồng ý. Trung Huy thấy Tề Đẳng Nhàn bị chọc vào mặt cũng không có phản ứng, âm thầm lắc đầu, không biết tại sao Hoàng thị trưởng lại coi trọng tên nhóc cà lơ phất phơ này như thế, ngủ như con lợn chết vậy thì có thể phát huy ra cái tác dụng chó gì. Chỉ sợ lấy hắn làm bia đỡ đạn đối phương còn chê nữa kìa. Sau khi Trung Huy nhắm mắt lại, anh ta thoáng cảm giác được sự lạnh lẽo, nói rõ ra thì cũng không phải lạnh mà là một loại cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Loại giác quan thứ 6 kỳ diệu này đã cứu anh ta không biết bao nhiêu lần. Cho nên, anh ta vô cùng cảnh giác, chỉ nhắm mắt lại, khống chế tinh thần của mình tiến vào trạng thái ngủ nông. Chỉ cần có bất kỳ cơn gió nào thổi cỏ lay, anh ta cũng đều có thể tỉnh táo lại ngay lập tức, sau đó nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng. Trái lại với anh ta, Tề Đẳng Nhàn ngủ sâu, cũng ngủ rất say, chỉ sợ bên ngoài trời có sụp xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc mộng đẹp của hắn. Giấc mơ của hắn sự thật rất đẹp, bắt đầu nghĩ đến chân dài của Từ Ngạo Tuyết để vào giấc ngủ nhưng trong mơ lại vuốt ve chiếc áo sơ mi trắng bị cởi nút của Dương Quan Quan. Rất nhanh đã tới rạng sáng, sắc trời đen kịt một mảnh, bên ngoài là gió lạnh gào thét từng hồi. Đêm đen gió cao, đúng là thời cơ tốt để giết người. Đôi mắt Trung Huy vừa nhắm lại trong nháy mắt đã mở ra, sau đó anh ta cảm giác được da đầu mình tê dại, không khỏi thấp giọng quát tới đây. Cửa sổ phòng ngủ bỗng vỡ ra, hai bóng đen từ ngoài cửa sổ xông vào với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ của Trung Huy cũng không chậm chút nào, cạch một tiếng từ trên giường bật lên, trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh cửa sổ. Tới nhanh thật, có khi còn nhanh hơn bộ đội đặc chủng tinh nhuệ tập kích nữa. Sao Hồng Thiên Đô có thể xây dựng được huyết khô lâu lợi hại như vậy? Trong lòng Trung Huy thầm kêu lên. Sự xuất hiện đột ngột của Trung Huy cũng khiến hai sát thủ này có chút hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới trong phòng ngủ còn giấu thêm cao thủ. Nhưng hai người này cũng không phải dạng vừa, thấy Huy không hoảng mà còn đồng thời đưa tay ra, hướng hai con dao găm vào chỗ hiểm của Trung Huy mà đâm. Trung Huy cười lạnh nói, khá đấy. Chỉ thấy hai tay anh ta thoáng duỗi ra. Da thịt trên tay biến thành màu xanh đen như sắt thép, luồn xuống bắt lấy cổ tay của hai tên sát thủ. Hai tên sát thủ cũng cảm giác được sự ghê gớm của đối phương, hai cánh tay da ưng chảo mạnh mẽ đâm nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn, nếu như bị bắt được thật khó tránh khỏi bị gãy xương gân. Vì thế, hai người vô cùng ăn ý lui về phía sau, né tránh ưng chảo của Trung Huy. Vừa mới né xong, một người nhanh chóng cất bước tiến lên phía trước, nhấc dao găm trong tay lên. Chạy tới đâm thẳng vào cổ họng Trung Huy. Sát thủ phía sau ngồi xổm xuống, duỗi thẳng cánh tay, dùng dao găm đâm thẳng vào chỗ hiểm của Trung Huy. Hai người này phối hợp vô cùng ăn ý, tuy lực sát thương không bằng hai đại cao thủ như Từ Ngọc Giai và Triệu Hằng Vũ phối hợp lại, nhưng cũng đủ để tạo ra phiền toái lớn cho người khác. Trung Huy kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh như chớp xuất chiêu, đi đường vòng tới bên người của hai tên sát thủ. Ưng chảo của anh ta biến thành long chảo, anh ta dùng vân long thám chảo trong võ công thiếu lâm, hai tay đồng thời đưa ra, ngón tay lúc này trở nên khủng bố đến mức có thể xuyên thủng sắt thép. Bụp, bụp bụp. Cổ họng của hai sát thủ bị Trung Huy tóm lại cùng lúc, sau đó chợt vang lên một tiếng rắc rắc giòn giã, mồm mềm ở yết hầu của hai tên sát thủ đều bị bóp nát. Hai tên sát thủ ôm cổ ngã xuống đất, giãy giụa không ngừng. Sau đó không bao lâu bị mô mềm làm tắc nghẽn khí quản dẫn tới không thể nào hít thở được nữa. Hai tên sát thủ này không cùi bắp, chúng cũng rất lợi hại đấy chứ, chẳng qua xui xẻo gặp phải Trung Huy lợi hại hơn. Trung Huy được coi là một trong những đại cao thủ của Cục An ninh Quốc gia, chỉ riêng với việc được Cục An ninh Quốc gia phái xuống bảo vệ Hoàng Văn Lãng cũng có thể tưởng tượng được trình độ của anh ta cao siêu cỡ nào.
Hoàng Văn Lãng bị tiếng đánh nhau đánh thức, ông ta mở mắt ra nhìn thấy cửa sổ mở toang, trên mặt đất là hai thi thể. Việc này khiến ông ta rất kinh hãi, Trung tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Huy bình tĩnh nói, hai tên sát thủ này đến ám sát Hoàng thị trưởng, đã bị tôi giải quyết. Hoàng Văn Lãng kinh ngạc, ông ta không nghĩ tới Trung Huy lại lợi hại như vậy, chỉ vừa mới bị bừng tỉnh đã thấy hai tên sát thủ đã nằm ra đất như vậy rồi, thân thủ thế này bảo vô cùng cao siêu cũng không có gì tâng bốc cả. Trung tiên sinh không hổ là cao thủ của Cục An ninh Quốc gia, tôi còn chưa tỉnh táo mà anh đã đánh chết hai tên sát thủ rồi, thật khiến tôi cảm thấy tâm phục khẩu phục. Hoàng Văn Lãng khen ngợi. Ông ta quay đầu nhìn, phát hiện Tề Đẳng Nhàn vẫn còn đang nằm trên giường hành quân, quấn chăn ngủ khò khò, như thể chẳng nghe lọt xíu tiếng động gì. Nhất thời Hoàng Văn Lãng dở khóc dở cười, ông ta cảm thấy gan của tên nhóc Tề Đẳng Nhàn cũng to lắm, ngay cả ông ta còn bị đánh thức mà tên này vẫn ngủ được. Hoàng thị trưởng, vàng thật không sợ lửa, về sau đừng quá tin tưởng vào bọn giang hồ bịp bợm. Trung Huy nhìn thoáng qua Tề Đẳng Nhàn đang ngủ, cười nhạo nói. Hoàng Văn Lãng chỉ có thể cười gượng hai tiếng, trong lòng cũng cảm thấy có chút không vừa lòng. Tề Đẳng Nhàn ngoài miệng nói bảo vệ ông ta, vậy mà lúc sát thủ đến vẫn ngủ ngon lành như cũ, may là còn có Trung Huy ra tay, nếu không cái mạng già này của ông ta đã sớm không còn giữ được nữa rồi. Bọn họ chính là người của tổ chức Huyết Khô Lâu, Hoàng Văn Lãng trầm ngâm nói. Không sai, chính là Huyết Khô Lâu hàng thật giá thật. Năng lực hành động và năng lực chiến đấu của bọn họ có thể sánh ngang với lực lượng đặc chủng tinh anh của nước ngoài. Nếu không phải tôi sớm có cảnh giác, hoàn toàn có khả năng bị bọn họ giết lúc nào hay, vô cùng nguy hiểm. Trung Huy gật đầu, nói với Hoàng Văn Lãng. Thoáng cái đã giải quyết xong hai người này, nhìn qua trông anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt lại bộc phát ra sức mạnh mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Hoàng Văn Lãng thở phào nhẹ nhõm. Nói, lần này bọn họ không làm được, không biết có còn phái cao thủ lợi hại hơn đến giết tôi nữa không? Trung Huy nói, người tên Hồng Thiên Đô này cũng không phải dạng dễ dàng từ bỏ ý đồ, vì để đạt được mục đích ông ta sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Năm đó Hoàng thị trưởng tra ra chuyện ông ta bán tài nguyên đất hiếm trái phép, hẳn là đã ôm hận trong lòng từ lâu, hiện giờ bị lộ tung tích, nhất định phải giết chết ngài thì ông ta mới có thể an tâm. Nhưng không sao. Cho đến khi có thể triệt để loại bỏ nguy cơ, tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngài, bảo đảm an toàn cho ngài. Hoàng Văn Lãng nhìn hai thi thể trên mặt đất, thấy phong thái cao thủ của Trung Huy, cả người cảm thoải mái hơn, đặc biệt có cảm giác an toàn. Trung Huy nhìn thoáng qua Tề Đẳng Nhàn, nói, ngày mai Hoàng thị trưởng vẫn nên để cho cậu ta về nhà đi, người như vậy ở chỗ này chỉ làm vướng tay vướng chân, đến lúc đó nếu cậu ta cũng gặp nguy hiểm. Dù tôi có ra tay bảo vệ cậu ta hay không cũng hoàn toàn không phù hợp. Hoàng Văn Lãng chần chờ một lát, sau đó gật đầu. Tuy ông ta đã chứng kiến qua năng lực của Tề Đẳng Nhàn, nhưng dựa vào biểu hiện ngày hôm nay, rõ ràng là Trung Huy vẫn cao hơn một bậc. Dù sao thì hai tên sát thủ xông vào vừa rồi đều là do Trung Huy giải quyết, Tề Đẳng Nhàn vẫn ngủ từ đầu đến cuối, thật sự vô cùng khó để khiến người khác tin tưởng và nể phục. Hồng Thiên Đô muốn giết ngài, vừa đúng lúc tôi cũng muốn xem vị La Hán quốc gia này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Trung Huy cười lạnh nói. Vậy sao, một âm thanh lạnh lẽo bỗng truyền vào phòng. Hoàng Văn Lãng cùng Trung Huy sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy. Phòng có thêm người từ lúc nào, bọn họ lại không hề nhận ra. Hoàng Văn Lãng thì không tính nhưng Trung Huy lại là đại cao thủ. Anh ta hoàn toàn không nhận ra được có người tiến vào từ lúc nào khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Hoàng Văn Lãng quay đầu, ông ta nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa, toàn thân chìm trong bóng tối, dường như sắp hòa tan vào màn đêm, nếu như không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện ra được có người đang ngồi đó. Ánh mắt Trung Huy trở nên lạnh lẽo, bày ra tư thế, Hồng Thiên Đô. Muốn so chiêu cùng lão đại của bọn tao, mày làm gì có tư cách đó? Tao không phải Hồng Thiên Đô, tao là thủ hạ của ông ta, cá sấu. Người đàn ông ngồi trên sofa chậm rãi đứng dậy, dựa vào ánh sáng mờ nhạt có thể nhìn thấy một gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng. Trung Huy tiến lên trước một bước, chắn phía trước người Hoàng Văn Lãng, lạnh lùng nói, thật không nghĩ tới thủ hạ của Hồng Thiên Đô còn có cao thủ như mày,
vậy tao giết chết mày thì Hồng Thiên Đô nhất định sẽ tự mình đến. Cá sấu cười nhạt, nói, mày tên Trung Huy đúng không, một trong những cao thủ của Cục An ninh Quốc gia, chiến tích hiển hách. Vừa rồi hai thủ hạ của tao trong nháy mắt đã bị mày đánh chết, đúng là rất mạnh. Nhưng mà mày cảm thấy mày có thể kiêu ngạo trước mặt tao sao? Sau khi nói xong lời này, bả vai cá sấu run lên, rắc một tiếng, anh ta đứng dậy, khí chất cả người mạnh mẽ hung hăng như có thể rời núi lấp biển rồi nghiền nát tại chỗ. Toàn bộ trong phòng, đều tràn ngập khí tức khủng bố của cá sấu. Khí chất người này, giống như cái tên, làm cho người ta có cảm giác kinh dị đáng sợ. Ngay sau đó, cá sấu động đậy, trực tiếp ra tay với Trung Huy. Hắn ta không dùng bất kỳ động tác võ thuật phức tạp nào, trực tiếp tung ra một cú hải để băng, trực tiếp nhắm thẳng vào bụng Trung Huy lao tới trước. Khoảnh khắc ra quyền, Trung Huy mơ hồ ngửi thấy trong không khí truyền đến một mùi tanh hôi, giống như thật sự là một con cá sấu mở miệng to như chậu máu tấn công anh ta. Trung Huy quang thông qua cú đấm của đối thủ ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, lúc này hít sâu một hơi, thắt chặt eo, đẩy thẳng một trường, muốn thử xem sức mạnh cú đấm của cá sấu. Phanh! Quyền trưởng vừa chạm, bước chân Trung Huy hơi lùi về phía sau, đồng thời, năm ngón tay ấn xuống. Móng tay của anh ta trong nháy mắt bắn ra, tựa như móng vuốt mèo già giấu trong lòng bàn tay. Nhưng ngón tay của anh ta vừa muốn khép lại, lại cảm giác được chấn động từ nắm đấm của cá sấu, rầm một tiếng, toàn bộ bàn tay đều bị nắm đấm đẩy ra. Ưng chảo công, có chút thú vị, cá sấu nhe răng cười, bước về phía trước, giơ tay một quyền, nhắm thẳng cằm Trung Huy mà đánh. Trung Huy lặp lại chiêu cũ, một chiêu vân long tham chảo đánh ra, chộp về phía nắm đấm của cá sấu. Nhưng nắm đấm của cá sấu trong nháy mắt, lại là ở trên không trung tam quải tứ khúc, vẽ ra hình dạng thất tinh bắt đầu, vòng qua tay Trung Huy, thẳng đến mặt đập tới. Đây là cái gì, thái tổ trường quyền thất tinh thế? Trung Huy lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới quyền lộ của đối phương lại biến hóa quỷ dị như vậy. Anh ta vội vàng rút lui, nhưng mũi đã bị cú đấm đạp mạnh, lúc này chính là răng rắc một tiếng, xương mũi trong nháy mắt bị cọ đến đứt từng khúc, máu tươi chảy róc rách, theo lỗ mũi liền chảy xuôi xuống. Trung Huy cũng không quan tâm máu mũi của bản thân, trực tiếp nhào về phía trước, tựa như một con đại bàng vồ giết thỏ xám. Cá sấu không tránh, liên tục va chạm với Trung Huy vài cái. Ưng chảo công của Trung Huy rất là cường hãn, mỗi một lần xé rách đều có thể làm cho cá sấu cảm giác được phiền não, móng vuốt kia nếu móc được da thịt, ngay cả gân cốt cũng sẽ bị kéo đứt. Sau 7 chiêu liên tiếp, cá sấu trực tiếp lui về phía sau, thân thể xoay chuyển, tựa như muốn đi. Đừng hòng chạy trốn, hôm nay mày ở lại đây cho tao. Trung Huy kêu to, ưng chảo liền ra, xé rách không khí, đánh ra từng đoàn bạo âm. Nhưng cơ thể cá sấu đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt kéo về, cánh tay vừa nhấc, giống như một cây lao cực lớn, đâm thẳng vào lồng ngực Trung Huy. Nguy rồi, là mai phục thế trong thái tổ trường quyền. Trung Huy đầu óc ong một tiếng, lập tức run rẩy hai tay ra sức né tránh, tránh được một cú đấm mạnh mẽ của cá sấu. Nhưng thân thể cá sấu vào lúc này toàn bộ vặn vẹo trở về, hai tay vừa nhấc, động tác cùng tư thái đều có vẻ hết sức khoa trương. Hai bàn tay của hắn ta đập vào nhau, giống như hợp thành một cái đầu cự thú dữ tợn. Thái tổ trường quyền, thú đầu thế. Cái này thái tổ trường quyền của cá sấu, cư nhiên luyện được lợi hại như vậy. Trung Huy trong lòng lúc này lo lắng. Vừa rồi anh ta tấn công quá mạnh, không thu được thế, hiện tại cá sấu phản kích lại, một chiêu so một chiêu, sức lực của anh ta đã hết, lại rơi vào thế bất lợi, đã tràn ngập nguy hiểm. Cá sấu nhe răng cười một tiếng, bắt được sơ hở chưa hồi phục sức lực của Trung Huy, một chiêu thú đầu thế bổ vào phòng ngự của Trung Huy, cứng rắn đánh mạnh vào, trúng vào ngực Trung Huy. Phanh! Sau một tiếng kêu lớn qua đi, thân thể Trung Huy từ dưới đất nảy lên, trong miệng điên cuồng hộc máu ra bên ngoài, cả người giống như một bức tranh bị treo vào vách tường. Tay chân hắn mềm nhũn, trong lúc nhất thời không còn chút sức lực, cứ như vậy treo ở trên tường. Hóa kính đánh người như treo tranh, cảnh giới quyền pháp của cá sấu này, ít nhất là hóa kính trở lên. Hơn nữa, nhìn hắn ra tay động tác cùng chiêu pháp vận dụng, liền biết, chắc chắn là một cao thủ đã trải qua hàng trăm trận đấu.
Bình thường các cao thủ sử dụng thái tổ trường quyền, sau khi đánh xong mai phục thế, tiếp sẽ thực hiện phao giá thế, nhưng cá sấu hết lần này tới lần khác không đi đường bình thường, trực tiếp một cái thú đầu thế, hung mãnh vô cùng, đánh cho Trung Huy trở tay không kịp. Lấy trình độ này của mày, cũng muốn cùng lão đại của bọn tao so chiêu. Ngài ấy trong vòng 3 chiêu, liền có thể đánh chết tên phế vật như mày. Cá sấu nhe răng cười nói, thu hồi nắm đấm của mình. Sắc mặt Hoàng Văn Lãng trong nháy mắt trở nên xanh mét, thật không ngờ Trung Huy lại không phải đối thủ của con cá sấu này, bị đối phương đánh cho treo lên vách tường. Trung Huy miệng liên tục chảy máu ra ngoài, thân thể còn treo trên tường không xuống được, sắc mặt thống khổ, đã đánh mất sức chiến đấu. Cá sấu một kích kia, trực tiếp làm cho anh ta lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, phải ở trên giường nằm một tháng, phỏng chừng đều không thể xuống giường hoạt động. Cá sấu mỉm cười nói, thị trưởng Hoàng, tôi đây liền tiến ông lên đường, yên tâm, sẽ không đau đâu. Nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ chết. Hoàng Văn Lãng đen mặt nói, nơi này là Hoa Quốc, tôi cũng là thị trưởng của Trung Hải, cậu dám động vào tôi, chắc chắn cậu sẽ không thể rời khỏi đất nước này. Cá sấu nói, Hoa Quốc vậy thì đã sao? Đối với bọn ta mà nói nơi này, còn không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nếu như ông có thể để cho người như Ngọc Tiểu Long bảo vệ ông, nói không chừng ta còn có chút kiêng kỵ. Nhưng tên phế vật Trung Huy này, thật sự thực lực không đủ mạnh. Hoàng Văn Lãng thấy đối phương không bị mình uy hiếp, biết bản thân chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát không nói gì nữa. Lúc trước ông nếu dám điều tra lão đại của bọn ta, vậy nên nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay. Cá sấu cười lạnh nói. Hồng Thiên Đô đã vi phạm luật pháp quốc gia. Buôn bán tài nguyên, lợi dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Tôi không thể làm gì được với ông ta sao? Hoàng Văn Lãng mở to đôi mắt, lớn giọng la mắng. Một vị thị trưởng nổi giận, đó vẫn là vô cùng dọa người, suy cho cùng cũng là quan chức A. Nhưng đối với một kẻ ngông cuồng như cá sấu mà nói, đừng nói là thị trưởng tức giận, cho dù là người đứng đầu của đất nước tức giận, hắn ta cũng không để vào mắt. Chỉ cần xung quanh không có hộ vệ. Như vậy hắn ta bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho đối thủ năm bước phun máu, căn bản không có gì phải e ngại. Cá sấu cười lạnh nói, vậy ông đi chết đi. Sau khi nói xong lời này, hắn ta ra tay với Hoàng Văn Lãng. Hoàng Văn Lãng chỉ có thể chờ chết. Nhưng ngay sau khi cá sấu tiến lên 3 bước, bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên lùi lại, cả người trụm lại, thoáng cái nhảy sang bên cạnh, không tấn công Hoàng Văn Lãng nữa. Sau đó. Hắn ta trước sau tay thoáng cái mở ra, bày ra đủ thế phòng thủ, cả người tính cảnh giác cao tới cực điểm. Hóa ra, Tề Đẳng Nhàn không biết từ lúc nào tỉnh lại, đang ngồi trên giường hành quân, một đôi mắt xanh lục, đang trực tiếp nhìn thẳng người cá sấu. Cá sấu vừa rồi chính là cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có, cho nên một cái giật mình liền né tránh, theo bản năng bày ra tư thế phòng thủ. Tề Tổng, Hoàng Văn Lãng thấy Tề Đẳng Nhàn. Không khỏi ngẩn ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tim của ông ta lúc này cũng vọt lên cổ họng, Trung Huy cũng không phải là đối thủ của cá sấu, nếu vậy, Tề Đẳng Nhàn có thể là đối thủ của hắn ta sao? Trung Huy vào lúc này rốt cục có chút sức lực nói chuyện, thân thể cũng chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống, ngồi dưới đất, trầm giọng nói, họ Tề, cậu mau mang theo thị trưởng Hoàng trốn đi. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái. Thản nhiên nói, đợi tôi vượn vai thư giãn chút. Sau khi nói xong lời này, hắn giơ hai tay lên, đột nhiên mở rộng, thản nhiên phát ra tiếng ngáp dài thoải mái. Hắn thật sự cứ như vậy ở trước mặt 3 người, thản nhiên vươn vai. Tề Tổng, xin hãy cứu tôi với. Hoàng Văn Lãng kêu lên giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hiện tại, Tề Đẳng Nhàn chính là hy vọng sống sót duy nhất của ông ta. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy. Nhìn cá sấu cực kỳ cảnh giác, thoáng híp híp mắt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, là mày cho nổ tung nhà của lão tử phải không? Cá sấu lấy lại tinh thần lại, nói, mày chính là Tề Đẳng Nhàn lúc trước bảo vệ Trần Ngư kia. Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu đánh giá cá sấu từ trên xuống dưới, trong mắt có chút lóe ra ánh lửa. Sở Vô Đạo đưa Vân Đỉnh Thiên Cung cho hắn ở rất thoải mái, kết quả lại là bị cá sấu trực tiếp cho nổ, hơn 2 tỷ, bốp một tiếng. Chỉ còn nghe tiếng. Giờ phút này, nhìn thấy đầu sỏ gây nên, sát khí trong lòng cũng khó có thể kiềm chế.
Trung Huy sắc mặt không khỏi thay đổi, tức giận nói, cậu đang làm cái gì vậy? Còn không mang theo thị trưởng Hoàng chạy trốn đi, tôi cũng không phải là đối thủ của hắn ta, cậu có thể đánh bại hắn ta sao? Tề Đẳng Nhàn giơ tay chỉ điểm cá sấu, nói, hôm nay tính toán nợ nần của chúng ta đi, mày cho nổ nhà của tao, tao muốn cái mạng này của mày, nói lại thì, tao vẫn thiệt nha. Cá sấu cười lạnh nói, muốn mạng của tao, cũng phải nhìn xem mày có bản lĩnh đó hay không. Trung Huy ở một bên lòng nóng như lửa đốt, cá sấu này cường hãn, thực lực còn cao hơn anh ta, Tề Đẳng Nhàn tên này không biết tốt xấu, cũng chỉ có một con đường bị đánh chết. Hoàng Văn Lãng cũng không biết võ công, ở trước mặt cá sấu, hoàn toàn chính là một con dê con đợi làm thịt. Tao rất tức giận, Tề Đẳng Nhàn nhìn cá sấu, nghiêm túc nói. Cá sấu ngẩn người, nói, vậy thì sao? Tề Đẳng Nhàn không nói nữa, mà đột nhiên một bước dài xông lên. Cá sấu chỉ cảm thấy đối phương tới rất nhanh, vừa muốn ứng thủ, liền thấy ba quyền hai cước đánh về phía mình. Là ngũ bộ đoạt hoa sơn trong thái tổ trường quyền. Mày này là, muốn lấy thái tổ trường quyền tới đánh tao. Cá sấu nhìn thấy hành động ung dung của Tề Đẳng Nhàn, trong đầu hiện lên ý niệm, kèm theo đó là sự tức giận. Cá sấu từ lâu đối với biến hóa và công pháp của thái tổ trường quyền nắm rõ trong lòng bàn tay, lập tức ra tay ngăn cản, né tránh, đem ba quyền này thêm hai cước toàn bộ đánh ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Tề Đẳng Nhàn liền đột nhiên một hơi hít vào trong bụng. Ngồi xổm xuống, giống như hoàng đế ngồi ở giữa kim loan điện vậy. Đây là uy quyền của thái tổ trường quyền thái tổ tọa kim loan, một khi ngồi xuống, tựa như hoàng đế ngồi trong kim loan điện, cao không thể với tới, uy nghiêm không thể lay động. Nhưng trên tay Tề Đẳng Nhàn, lại không đánh ra quyền pháp thái tổ trường quyền, mà là tấn công điên cuồng, ra đòn không theo nguyên tắc nào. Đây là loạn tiễn của ba tử quyền, tên tiểu tử này là gì? Đầu óc cá sấu không khỏi hoang mang. Ngựa đánh thái tổ trường quyền tra chơ tai du trang quan đờ ma, bạn beta biết thế võ này dịch hộ chữ MK chịu quyền pháp đánh ba tử quyền, hắn ta thật sự là xem không hiểu. Nhưng mà, càng làm cho hắn ta cảm giác kinh ngạc đó chính là, quyền cước của Tề Đẳng Nhàn phi thường khủng bố, phối hợp với uy quyền thái tổ tọa kim loan đánh ra, mỗi một quyền đều uy lực và nặng nề, tựa như hoàng đế phất tay triệu hoán ra hàng vạn binh lính. Âm thanh nắm đấm xé toạc không khí tràn ngập trong phòng, Tề Đẳng Nhàn một hơi nén ở trong đan điền, căn bản không ngừng, dưới chân bất động như núi, quyền như gió táp mưa sa, phảng phất vạn tiễn cùng bắn. Cá sấu liên tục ứng phó, nghĩ thầm, này là loạn tiễn đánh rất hao phí thể lực, hắn lại dùng uy lực của thái tổ tọa kim loan để bắn, mỗi một quyền đều là toàn lực bộc phát, dưới tình huống như vậy, chống đỡ không quá nửa phút liền cạn kiệt sức lực. Cá sấu đã nghĩ ra cách chiến đấu. Chỉ cần thể lực của Tề Đẳng Nhàn yếu đi, hắn ta liền trực tiếp đánh chết người. Trung Huy ở một bên nhìn càng là lo lắng, chỉ cảm thấy người trước mắt này dũng mãnh có thừa, trí tuệ không đủ, là một kẻ không có đầu óc điển hình. Tuy nhiên, nửa phút trôi qua, quyền Tề Đẳng Nhàn đánh ra lại không thấy giảm bớt, lực đạo cũng là mạnh bạo như trước, đánh cho không khí bang bang bạo vang, chấn đến khí huyết trong cơ thể cá sấu kích động. Cái này, làm sao có thể? Cái này đã đánh bao nhiêu quyền rồi? Nhất định phải hơn 200 quyền. Cá sấu sửng sốt. Nắm đấm của đối phương vẫn như trước giống như vạn mũi tên cùng bắn ra, bao phủ kín cả người hắn ta không một kẻ hở, ngay cả cho hắn ta cơ hội thở dốc cũng không có. Tề Đẳng Nhàn không mệt, hắn ta ngược lại là mệt mỏi. Cá sấu theo bản năng đã muốn né tránh, nhưng Tề Đẳng Nhàn ép rất chặt, hắn ta vừa lui, Tề Đẳng Nhàn liền tiến tới. Nắm đấm không rời chỗ yếu điểm, làm cho hắn ta căn bản không thể nhảy ra khỏi chiến trường. Hai mắt Tề Đẳng Nhàn tràn đầy lạnh lùng, nắm tay không ngừng điên cuồng vung ra, một quyền tiếp một quyền, hơi có chút tư thế một lực phá vạn pháp, loạn quyền đánh chết. Phanh! Cuối cùng, một quyền này, đánh xuống cá sấu không chịu nổi nữa, quyền này bị Tề Đẳng Nhàn phá vỡ. Hắn ta kinh hô, chờ một chút, ta nhận thua. Tề Đẳng Nhàn làm sao chịu nghe lời hắn ta, một cú đấm lão luyện đấm vào mặt. Khuôn mặt già nua của cá sấu lập tức hỗn độn như một cửa hàng tương bị đánh đổ, mặt đầy máu, sống mũi đều lõm xuống. Chưa kịp phản ứng, lại là một quyền nện vào khóe mắt phía dưới, dầm một tiếng vang thật lớn, một dòng máu từ trong hốc mắt phun ra, trong mắt trực tiếp nổ tung ở trong hốc mắt,
máu tươi giàn giụa. Cá sấu dùng hết toàn lực muốn co rút thân thể cút ngay, nhưng trên ngực bụng lại lập tức trúng một quyền, đánh cho cả người hắn ta mềm nhũn, sau lưng nặng nề dựa vào vách tường. Tề Đẳng Nhàn một bước đuổi theo, nắm tay vẫn vùng vẩy như vũ bão, rầm 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 đánh vào trên người cá sấu, giống như đang đánh một bao cát sách. Thân thể cá sấu như điện giật tựa vào vách tường điên cuồng co quắp, toàn bộ xương cốt nửa người trên, cơ hồ đều bị nắm đấm to bằng bao cát nghiền nát. Hừ. Cuối cùng, Tề Đẳng Nhàn đem khí tức trong đan điền phun ra, thu quyền, lui về phía sau. Thân thể cá sấu lập tức dựa vào tường mệt mỏi trên mặt đất, nửa người trên máu thịt mơ hồ, biến thành một khối bùn nhão, toàn bộ mềm nhũn nằm úp sấp vặn vẹo trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ và khó coi. Trung Huy ở một bên, đã trợn mắt há hốc mồm. Này con mẹ nó còn là người sao? Loạn tiễn bắn sao có thể đánh lâu như vậy? Ta choáng váng rồi, Trung Huy thì thào nói, có chút không thể tin vào mắt mình. Các cao thủ tự nhiên nhìn về phía cửa, Tề Đẳng Nhàn ra tay mạnh mẽ, mỗi một quyền đều uy lực 10 phần, liên tiếp đánh ra sợ không phải gần 5-600 lần ra quyền, hơn nữa lực đạo mỗi một quyền đều duy trì tốt như vậy. Cá sấu không phải bị Tề Đẳng Nhàn dùng đấu pháp kỹ xảo đánh chết, cũng không phải là tài nghệ không bằng người, mà là bị đối phương dùng toàn lực đấm chết. Đây là trận chiến khiến cá sấu hổ thẹn nhất, một thân tinh xảo đấu pháp kỹ xảo không thể thi triển ra, cứ như vậy bị dồn vào ngõ cụt bằng nắm đấm đánh từng quyền đấm đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị đánh chết. Mẹ nó, dám nổ nhà lão tử, đập chết ngươi. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, mắng một câu, trên hai nắm tay, tràn đầy máu cá sấu. Hắn vung vung tay, những máu tươi kia liền nhao nhao nhỏ xuống, hai tay nhìn qua lại đã trơn bóng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Trung Huy kinh sợ nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên cảm giác Tề Đẳng Nhàn có chút đáng sợ. Thi thể cá sấu đã hoàn toàn thay đổi, nửa người dưới hoàn hảo không tổn hại gì, nửa người trên bị đánh thành thịt bùn, không một chiếc xương nào còn hoàn hảo nguyên vẹn, tủy xương đều từ chỗ rách chảy ra. Thị trưởng Hoàng, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi người đến nhặt xác đi. Còn có cái kia Trung Huy, nhanh chóng liên hệ với người của Cục An ninh Quốc gia đi, ngây ngốc ra đó làm gì. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn nói, sau đó trực tiếp nằm trở lại giường xếp. Khi một nhóm nhân viên liên quan đi vào trong nhà Hoàng Văn Lãng nhìn thấy thi thể cá sấu, đều là không khỏi há hốc mồm hít vào một hơi khí lạnh, sau đó là một âm thanh đậu má. Cái này đã bị đánh thành không còn hình người rồi. Được a, lão Trung, anh đây là vũ lực tiến bộ rồi a, đại danh đỉnh đỉnh cá sấu của Huyết Khô Lâu bị anh đánh thành cái dạng này. Một nhân viên Cục An ninh Quốc gia vỗ vai Trung Huy và nói. Không phải tôi đánh, tôi nào có loại thực lực này. Là người kia, Trung Huy đưa tay chỉ Tề Đẳng Nhàn đang ngủ trên giường xếp. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nghĩ thầm đây thật đúng là cao thủ, đánh người thành như vậy rồi, mà vẫn còn có thể ngủ được. Trung Huy hiện tại cũng là rất ấn tượng và bội phục Tề Đẳng Nhàn, thực lực của cá sấu anh ta hiểu rất rõ, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại hết lần này tới lần khác đè ép cá sấu đánh, đem người đánh đến chết. Người trẻ tuổi bây giờ thật mãnh liệt a, Trung Huy cũng không thể không ở trong lòng cảm thán một câu. Toàn bộ nhà họ Hoàng trên dưới không bởi vì chuyện này mà làm cho náo loạn, cho nên đều ung dung ngủ say, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, chỉ muốn ngủ một giấc thoải mái. Đợi đến hơn 4 giờ, hắn đứng lên, sau đó không chút hoang mang đi Xâm Hải Công, vừa đến sau đó, mới phát hiện bản thân đã cho hai đồ đệ nghỉ. Đây là mình tự làm khó bản thân sao? Tề Đẳng Nhàn có chút sở khóc sở cười gãi đầu, phiền toái. Trận thực chiến hôm nay với cá sấu, Tề Đẳng Nhàn sẽ không chia sẻ chuyện này với Dương Quan Quan, miễn cho dậy hư đứa trẻ này. Dù sao, trên thế giới này có thần lực cùng thể chất như hắn không nhiều người, người bình thường đánh như vậy, ngược lại là kiệt sức mà chết. Không có đồ đệ, hắn liền tự mình luyện. Đợi đến lúc luyện cũng gần xong, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đây. Người này, chính là Triệu Hồng Nê. Cô ta mặc một trang phục thể thao, ăn mặc rất sạch sẽ, không trang điểm, cả người toát ra một loại hương vị tươi mát tinh tế. Sau khi Triệu Hồng Nê tiến vào trong công viên, đi vào bên trong, tìm được một vị trí ít ai lui tới,
địa thế tương đối cao ngồi xuống, cứ như vậy an tĩnh nhìn về phía đông. Một tia nắng mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện từ góc phía đông, cắt qua bóng tối và mang lại ánh sáng. Triệu tiểu thư, trùng hợp như vậy à, đây là ngắm mặt trời mọc sao? Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đi tới phá vỡ sự yên tĩnh này. Triệu Hồng Nê là em gái của Triệu Hồng Tụ, hắn bất luận xuất phát từ mục đích gì, đều nên tiếp cận. Triệu Hồng Nê cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, tôi đang ngắm biển. Hả? Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, ngắm biển. Sau đó, hắn yên lặng giơ ngón tay cái lên, Triệu Hồng Nê này, rõ ràng là tuổi trẻ tài cao. Kỳ thủ chuyên nghiệp tam đẳng, lại thích đánh cờ, sáng sớm chạy đến xem mặt trời mọc nói là ngắm biển, cái này không phải là nghệ thuật, vậy thì nghệ thuật là như thế nào chứ? Đợi đến khi mặt trời mọc, Triệu Hồng Nê hài lòng vỗ vỗ tay, từ trong ba lô nhỏ của bản thân lấy ra một bàn cờ gấp, tiếp theo là hai hộp quân cờ. Cô ta mở bàn cờ ra, trực tiếp ngồi trên bậc thang tự chơi một mình. Tề Đẳng Nhàn tò mò tiến lại gần nhìn, sau khi nhìn hơn 10 nước cờ, không khỏi hỏi, Hoàng Long Sĩ nhượng tử phổ. Triệu Hồng Nê cũng không phải là đang tự mình chơi cờ với mình, như vậy sẽ không có vẻ văn hoa, mà sẽ có vẻ có chút ngốc nghếch. Cô ta đang đánh cờ, đánh chính là bản kỳ phổ cổ của Hoàng Long Sĩ nhượng tử tinh. Anh biết cờ vây, Triệu Hồng Nê ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc hỏi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tề Đẳng Nhàn một tên tầm thường như vậy, cư nhiên mới nhìn hơn 10 nước cờ, đã biết cô ta đang đánh cái gì. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười, nói, hiểu một chút, hiểu một chút. Hắn đây là thật tại khiêm tốn, dù sao cũng là thực lực tam đẳng, bản thân nếu quá khoa trương, bị làm cho mặt, không khỏi cũng quá khó coi. Lại đây, anh cùng tôi chơi một ván đi, Triệu Hồng Nê ngứa nghề, mời Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống. Không dám múa dìu qua mắt thợ, cô chính là chuyên nghiệp tam đẳng, tôi cùng chơi với cô, không phải tự tìm chết sao. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nhàn nhã từ chối. Tôi cũng học Hoàng Long Sĩ, của nhượng tử tinh, Triệu Hồng Nê không khiêm tốn nói. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu từ chối, hắn biết cờ vây, cũng thường xuyên chơi cờ với phạm nhân trong ngục giam, thắng được thuốc lá của bọn họ. Tuy rằng hắn không hút thuốc lá, nhưng nhìn thấy người khác nghiện thuốc lá. Bộ dạng vò đầu bứt tai, cảm thấy rất buồn cười. Thấy Tề Đẳng Nhàn không muốn đánh cờ với mình, Triệu Hồng Nê cũng không cưỡng cầu, lại cúi đầu đánh cờ. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy, dáng vẻ Triệu Hồng Nê đánh cờ rất có khí chất, hai ngón tay ngọc thon thả cầm quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ, sau khi đặt cờ, tay thu hồi lại, quấy hộp cờ, phát ra âm thanh lạch cạch, lại dễ nghe như vậy. Cho dù là người không hiểu cờ vây, vào lúc này đến xem Triệu Hồng Nê đánh cờ, chỉ sợ cũng sẽ không khỏi dừng chân cẩn thận quan sát. Không có lý do nào khác, cảnh đẹp ý vui. Triệu Hồng Nê trí nhớ kinh người, căn bản không nhìn kỳ phổ, liền có thể đem phổ đánh xong. Rất nhanh, trên bàn cờ trắng đen răng khắp nơi, chi chít như sao trên trời. Triệu Hồng Nê rất nhanh thu quân cờ cùng bàn cờ, bỏ vào trong túi nhỏ, đứng lên, trực tiếp rời đi. Tề Đẳng Nhàn há miệng, cảm thấy nữ nhân này có cần soái khí như vậy hay không, ngay cả cơ hội để cho hắn nói chuyện cũng không có. Tuy nhiên, Triệu Hồng Nê mới vừa đi không bao xa, đã bị một người đàn ông quấn lấy, chính là loại côn đồ rất tục tĩu đùa giỡn mỹ nữ. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cơ hội của mình đã tới. Kết quả vừa mới đi về phía trước một bước, liền nhìn thấy Triệu Hồng Nê nắm lấy tay phải tên côn đồ kia, nhẹ nhàng vung lên, một cái thủ huy tỉ bà. Tên côn đồ kia lập tức như bị sét đánh, cả cánh tay vặn vẹo biến dạng. Sau đó, Triệu Hồng Nê hời hợt vung tay lên, tên côn đồ thân thể bay ra xa 5-6 mét, đụng vào trên cây, bất tỉnh. Triệu Hồng Nê làm xong hết thảy vỗ nhẹ tay, quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, khóe miệng toát ra một chút ý cười đùa cợt, trực tiếp rời đi. Trong mắt cô ta, Tề Đẳng Nhàn này, trong lòng vẫn có chút xấu xa. Tề Đẳng Nhàn đứng tại chỗ, há to miệng, vừa rồi Triệu Hồng Nê một tay kia thủ huy tỉ bà, cư nhiên ngay cả hắn cũng không nhìn ra nông sâu. Công lực của nữ nhân này, hiển nhiên cũng không kém. Như vậy, chị gái của cô ta, Triệu Hồng Tụ được gọi là thiên phạt, chỉ sợ không phải là Triệu gia cố ý khuếch đại thổi phồng, mà là thật sự có thực lực này a. Lợi hại a,
khó trách là dám cùng Triệu gia trở mặt, một mình hành tẩu giang hồ, hóa ra là một mãnh nữ a. Tề Đẳng Nhàn khóe miệng run run. Hắn tính toán, cảm thấy tiếp xúc với Triệu Hồng Nê tựa hồ rất không dễ dàng, nhưng mà, chuyện này cũng không thể buông bỏ như vậy. Muốn đối phó Triệu gia, vậy khẳng định phải đối phó với người mạnh nhất Triệu gia Triệu Hồng Tụ, tiếp xúc với em gái của cô ta Triệu Hồng Nê, vẫn là chuyện rất cần thiết. Hôm nay không có việc gì, đùa giỡn từ Ngạo Tuyết vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi bị Triệu Hồng Nê làm mất mặt, tâm tình rất không tốt, cô lập tức mặc quần áo ra ngoài tìm tôi. Từ Ngạo Tuyết sau khi nghe nói như thế, không khỏi tức giận đến liên tục cười lạnh, nói Triệu Hồng Nê làm cho anh mất mặt, liên quan gì đến tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy không sao, để cho tập đoàn Từ Thị rớt xuống một chút, để cho tôi vui vẻ là được rồi. Tề Đẳng Nhàn, con mẹ anh, Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, tức giận không chịu được. Từ Ngạo Tuyết cuối cùng vẫn ủ rũ đến nơi hẹn chờ Tề Đẳng Nhàn, sau đó, hắn còn rất bất lịch sự đến muộn. Điều này làm cho hàm răng Từ Ngạo Tuyết ngứa ngáy, bình thường cô ta hẹn gặp người khác, có người nào không đến sớm chờ cô ta, cũng chỉ có Tề Đẳng Nhàn mới có thể như vậy. Tuy nhiên, cô ta cũng không thể làm gì khác. Hôm nay Từ Ngạo Tuyết nhìn qua quyến rũ xinh đẹp không ít, mỹ phẩm chăm sóc da đã dùng rồi, hơn nữa, mặc bộ Chanel kia trên người, nhìn trông rất thời thượng. Khi Tề Đẳng Nhàn thấy cô ta, không khỏi tỏ vẻ rất hài lòng, nói, phải như này chứ, lúc này mới có chút mùi vị của nữ tử đế đô này, mấy ngày hôm trước như thế nào, trông giống như một bà cụ khó tính. Từ Ngạo Tuyết đen mặt nói, anh chuẩn bị đưa tôi đi đâu, nhanh chóng giải quyết đi. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói có vẻ như cô đang hiểu lầm về giải quyết nhanh chóng mà tôi nói, tôi chưa bao giờ giải quyết xong trong một giờ đâu. Từ Ngạo Tuyết thật muốn ông trời mở mắt, một đạo lôi đánh chết Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức. Cũng là gần cuối năm, trận thương chiến kia đã kết thúc, Tề Đẳng Nhàn không có việc gì làm, cho nên lôi kéo Từ Ngạo Tuyết ra ngoài tiêu khiển. Đi dạo ngắm cảnh đêm, nhìn đất trời xoay chuyển không phải là chuyện hắn sẽ làm. Thật vất vả đem Từ Ngạo Tuyết vị thiên kim kiều nữ kiêu hãnh này ra ngoài, làm sao có thể nào không lấy ra đắc ý. Lúc Tề Đẳng Nhàn mới từ nhà tù U Đô đi ra, có vẻ khiêm tốn kín đáo, tuy rằng đôi khi còn cáu kỉnh, nhưng cũng hiếm thấy. Hiện tại trở lại thành phố sinh hoạt đã thành thói quen, cảm thấy anh hùng trong thiên hạ chẳng qua cũng tầm thường, cái tính nhàn rỗi và hơi kiêu ngạo này của hắn càng ngày càng lộ rõ. Tề Đẳng Nhàn rất thích dẫn theo Từ Ngạo Tuyết ở trong trung tâm thương mại mua, đại khái là cảm thấy, trước kia một người phụ nữ có tiền như vậy, hiện tại phải dựa vào bản thân hắn tiếp tế mới có thể sống thoải mái, là một chuyện rất thú vị. Đã sắp sang năm mới rồi, tôi sẽ không lại trở lại Trung Hải để bị anh làm nhục đâu. Sau khi thử một bộ quần áo Từ Ngạo Tuyết, đối với Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Bộ quần áo này căn bản không phải phong cách của cô ta. Nhưng Tề Đẳng Nhàn hiện tại nói cái gì chính là cái đó, cho dù để cho cô ta mặc bikini, cô ta cũng phải làm theo. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tùy cô, tôi nói rồi, sang năm mới sẽ thả cô đi, nói lời giữ lời. Từ Ngạo Tuyết sau khi trở lại đế đô muốn làm cái gì, việc muốn phục hưng quay trở lại như thế nào, hắn cũng không muốn lại để ý tới. Tuy nhiên, hắn có một loại dự cảm, hai người sớm muộn vẫn sẽ lại gặp nhau, đến lúc đó. Hắn vẫn sẽ như cũ đứng ở vị trí người chiến thắng. Sau khi hai người từ trong một trung tâm thương mại đi ra, đối diện liền đụng phải một mỹ nhân công sở, đối phương hoảng sợ, văn kiện trong tay rơi vương vãi đầy đất. Ngại quá, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười, cúi đầu khom lưng giúp cô ta nhặt văn kiện. Hắn và Từ Ngạo Tuyết mới từ chỗ rẽ đi ra, cô ta đi thẳng, thiếu chút nữa đụng phải, dọa cô ta sợ. Mỹ nhân công sở nói. Không sao. Từ Ngạo Tuyết ở một bên lạnh lùng nhìn, cô ta cũng sẽ không khom lưng giúp người khác nhặt đồ. Lúc mỹ nhân công sở nhặt lên một sấp văn kiện, tay phải bỗng nhiên khẽ động, phía dưới văn kiện lại cất giấu một con dao găm. Cô ta bỗng nhiên tấn công, một đao đâm thẳng vào trái tim Tề Đẳng Nhàn. Một đao này vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, không cho người ta chút cơ hội phòng bị. Ngay cả Từ Ngạo Tuyết ở một bên nhìn, cùng những người đứng xem cũng trở nên bối rối, còn tưởng rằng là mỹ nhân công sở này chủ động lao vào vòng tay của Tề Đẳng Nhàn.
không ai có thể nảy sinh phòng bị đối với một mỹ nhân công sở xinh đẹp như vậy, huống chi là một người đàn ông. Cho dù là Tề Đẳng Nhàn, cũng không nghĩ tới mỹ nhân công sở này, lại là một sát thủ, hơn nữa, trình độ cũng không phải dạng yếu. Nhưng Tề Đẳng Nhàn làm sao dễ giết như vậy, trong nhà tù U Đô không biết có bao nhiêu tên cặn bã giỏi ngụy trang cũng không thể giết chết hắn, huống chi là một nữ nhân như vậy. Hai tay của hắn vỗ trên mặt đất, hai cánh tay giống như mái chèo, dùng lực đẩy tới, cả người lập tức bật ngược về phía sau, trượt sát đất ra ngoài. Một đao này của mỹ nhân công sở, lập tức đâm hụt. Khá lắm, thâm thù đại hận như thế nào, dọa đến cô, cũng không đến mức muốn giết người chứ. Mỹ nhân công sở này cũng từ trên mặt đất bật lên, không nói hai lời, bước một bước dài tới phía Từ Ngạo Tuyết, giơ tay lên một đao, nhắm vào tim đâm xuống. Tề Đẳng Nhàn bắt đầu khởi động cột sống, giống như một con rồng lớn chờ mình, tạo ra một tư thế trước sau không cân đối. Từ Ngạo Tuyết đã bị dọa choáng váng, trợn mắt nhìn một thanh đao đâm vào tim mình, cơ thể lại cứng đờ tại chỗ, không có phản ứng gì. Trong nháy mắt Tề Đẳng Nhàn sắp đến nơi, mỹ nhân công sở thu đao lại, đột nhiên nghiêng người, quay đầu lại, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn chính là phát ra âm thanh xoẹt một tiếng. Một luồng sáng không thể thấy được từ không trung xẹt qua, không mang theo chút tiếng vang, thẳng đến mắt trái Tề Đẳng Nhàn mà đâm. Người khác thấy không rõ lắm, Tề Đẳng Nhàn lại thấy vô cùng rõ ràng, đây là một cây mai hoa châm, là ám khí của Thiếu Lâm. Hừ. Tề Đẳng Nhàn hừ một tiếng, trong bụng phát ra tiếng động như cóc, thở ra một hơi thật lớn. Cây mai hoa châm kia bị khí hắn phun ra đụng phải, lập tức siêu siêu vẹo vẹo từ không trung rơi xuống. Mỹ nhân công sở thấy loạt chiêu liên hoàn này cũng không thể xử lý Tề Đẳng Nhàn, đồng tử không khỏi co rút lại, cánh tay vừa nhấc lên, tay áo bóp một cái kéo căng thẳng, hai lưỡi dao lại từ trong cổ tay áo bay ra. Đây là thật sự là chiêu ám sát kỹ xảo a, có chút thú vị. Tề Đẳng Nhàn thấy rõ ràng, không động lòng, dùng một cái lãm thước vĩ, ngón tay ở trong hư không vuốt hai cái, như sở lông chim khổng tước. Hai lưỡi dao bóp bóp hai tiếng. Trong nháy mắt rơi xuống đất. Cơ thể mỹ nhân công sở lại vào lúc này di chuyển, lăn xuống đất, sau khi được 2 mét, lập tức phát động, một đòn song long thương châu cứ như vậy móc về phía hai hốc mắt Tề Đẳng Nhàn. Móng tay của cô ta sắc bén vô cùng, cho dù là gạch đá cũng phải bị móc thành hai lỗ hổng, nếu mắt người chạm phải bởi móng tay của cô ta, ngay lập tức mắt bị móc ra máu chảy đầm đìa. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên dùng mèo rửa mặt chính là bảo vệ đầu và mặt. Kéo xuống một cái, kéo ngón tay mỹ nhân công sở, giơ tay một cái đấm trực tiếp đánh vào vùng kín của đối phương. Mỹ nhân công sở này rõ ràng cũng là người trải qua nhiều trận chiến, ngay cả bị Tề Đẳng Nhàn phá đi sát chiêu cũng không hoảng hốt chút nào, sau khi thân thể ưỡn lên lập tức tiếp một cái hùng kê khiêu cước, bàn chân đụng thẳng vào nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn. Bàn chân cô ta va chạm với nắm đấm, cơ thể lập tức mượn lực lui về phía sau bắn ra. Muốn chạy. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng, trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thân thể hắn hóa thành hình rồng, sải một bước thật dài, trực tiếp liền đuổi tới trước mặt mỹ nhân công sở. Bàn tay vừa nhấc lên, một cái tát lớn vỗ xuống. Hai tay mỹ nhân công sở đỡ lấy bàn tay hắn, nhưng năm ngón tay Tề Đẳng Nhàn lại vào lúc này đột nhiên nắm chặt, oanh một tiếng, trong lòng bàn tay giống như sấm sét nổ. Một cơn gió từ khe hở ngón tay điên cuồng phun ra, tràn vào dọc theo cổ tay áo của mỹ nhân công sở. Trong nháy mắt, quần áo của mỹ nhân công sở bị không khí làm cho căng phồng, nút áo trước ngực bung ra từng chiếc một, lộ ra bầu ngực, chỉ còn lại nội y. Sự bùng nổ sức mạnh của Tề Đẳng Nhàn, khiến cô ta sợ tới mức không chịu nổi, lực đạo ngón tay vừa hợp lại, sức gió bộc phát ra, lại có thể làm cho nút áo của cô ta đứt hết, thật sự quá mức khoa trương. Tề Đẳng Nhàn căn bản không đợi đối phương đánh trả, hai tay tách ra, vận dụng thần quy phù thủy, thoáng cái kéo lấy hai bên bả vai đối phương. Hắn chỉ cần hơi dùng sức, lập tức có thể kéo hai cánh tay đối phương kéo đứt. Từ Ngọc Giai cũng bị hắn nhẹ nhàng kéo đứt hai tay, huống chi là một nữ tử sức lực còn không bằng. Nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy, sau khi nắm lấy hai vai đối phương, tiếp một bước nghiêng, vặn cánh tay đối phương ra phía sau, bẻ gãy. Răng rác, răng rác. Hai tiếng giòn vang,
hai cánh tay của mỹ nhân công sở này trực tiếp bị hắn bẻ gãy tại chỗ, gân cốt đều như xương chật khớp, đau tận xương tủy. Đau đớn kịch liệt làm cho mỹ nhân công sở trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể liên tục run rẩy, không thể động đậy. Tề Đẳng Nhàn mặt không chút thay đổi một cước đá vào lồng ngực của cô ta, đem người đá lăn ra ngoài, nặng nề đụng vào chân tường. Từ Ngạo Tuyết lúc này mới định thần lại, lòng còn sợ hãi, trận chiến trực diện chớp nhoáng này, căn bản không phải cô ta có thể tham dự được. Cô là ai, muốn mạng của tôi như vậy? Tề Đẳng Nhàn nhìn mỹ nhân công sở chật vật không chịu nổi, không khỏi cười lạnh hỏi. Đối phương giờ phút này thật sự rất chật vật, hơn nữa nút áo sơ mi bị bung ra vài viên, quang cảnh bên trong mơ hồ thoát ẩn thoát hiện ra, có thể nhìn thấy là màu đen thuần khiết rất không thú vị. Mỹ nhân công sở miễn cưỡng lắc lư ngồi thẳng người, nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, anh giết sư phụ tôi, còn muốn hỏi tôi là ai? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói, tôi gần đây đánh chết hơi nhiều người, sư phụ cô là vị nào? Những lời này có chút tức chết người, nhưng mà, hắn nói cũng thật sự là lời nói thật, hắn gần đây đánh chết người, hình như thật sự có chút nhiều. Mỹ nhân công sở hít một hơi thật sâu, nói, sư phụ ta là Ma Đô Long Môn đà chủ, Văn Dũng Phu. Từ Ngạo Tuyết ở một bên hả hê nói, Tề Đẳng Nhàn, anh làm bậy quá nhiều, hiện tại rất nhiều người đều muốn cái mạng chó của anh. Vừa rồi nếu như tôi không ra tay, cô đã biến thành chó chết, còn có mặt mũi nói tôi như vậy. Cái khác không nói, hôm nay tôi lại muốn thu thêm chút lợi tức. Tề Đẳng Nhàn không thể thấy Từ Ngạo Tuyết kiêu ngạo, lập tức cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai. Từ Ngạo Tuyết nghe được hai chữ lợi tức này sắc mặt không khỏi trắng bệch, thân thể run lên, hiển nhiên, chuyện thu lợi tức này, đã để lại ấn tượng bi thảm không thể xóa nhòa trong lòng cô ta. Nếu là tới trả thù, vậy phải sẵn sàng cho cái chết. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, từ eo lấy ra một khẩu súng, răng rắc lên đạn, giơ tay nhắm. Mỹ nhân công sở tuyệt vọng nhìn họng súng, cắn răng nói, chỉ hận Tần Đường Ngọc tôi bất tài, không thể giết chết tên tiểu nhân như anh, báo thù cho sư phụ. Tề Đẳng Nhàn bóp cò súng, phát ra âm thanh ken két. Sau đó, hắn cười nói, người vận khí tốt, kẹt đạn rồi. Tần Đường Ngọc sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, không ai muốn chết, cô cũng không ngoại lệ, mặc dù là ôm quyết tâm phải chết mà tới. Bình rượu độc lần trước ở Thiên Trì Thăng Tuyền, chỉ sợ cũng là cô chế tạo ra. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Hắn và Hướng Đông Tình gặp nhau ở Thiên Trì Thăng Tuyền, uống chút rượu, trong đó có một chai là rượu độc, nhưng, cũng không tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Tần Đường Ngọc cười lạnh nói, thật sự là đáng tiếc, cái này cũng không thể độc chết được người như anh. Tề Đẳng Nhàn nói, thực ra ngày đó ta ở bên trong Thiên Trì Thăng Tuyền gặp qua cô, cho nên, hôm nay thời điểm cô xuất hiện, ta có chút ấn tượng. Nếu không, bất ngờ không kịp đề phòng, nói không chừng cô thật đúng là có thể thương tổn đến tôi. Tần Đường Ngọc sắc mặt hung ác nham hiểm, không nói gì, nàng hiện tại đã thất bại, rơi vào trong tay Tề Đẳng Nhàn. Sinh tử đều phải xem sắc mặt của hắn. Cô thiếu chút nữa đã thành công, phải cố lên. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Tần Đường Ngọc suýt nữa bị hắn làm cho tức chết, chưa từng thấy kiểu diễu võ dương oai như vậy, quả thực quá đáng giận. Từ Ngạo Tuyết ở một bên thì liên tục cười lạnh, gần đây cô ta thấy nhiều sắc mặt diễu võ dương oai của Tề Đẳng Nhàn, rất ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không giết cô. Tần Đường Ngọc không nói gì. Giết cô cũng vô dụng, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn nhún vai, nhàm chán nói, hơn nữa, sư phụ cô cũng không phải do tôi giết. Tôi cùng lắm cũng chỉ phế ông ta mà thôi. Hiện tại, cô cũng đã bị phế, giết cô cũng không cần thiết. Tần Đường Ngọc tức giận nói, anh dám làm không dám nhận. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi căn bản không cần phải giải thích với loại người như cô, đi thôi, Từ Tổng. Tề Đẳng Nhàn dẫn theo Từ Ngạo Tuyết rời đi, Tần Đường Ngọc chật vật đứng dậy trong mớ hỗn độn. Tôi biết anh không phải là một người nhân từ nương tay, vì cái gì không giết cô ta. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, sẽ không phải là anh Thương Hương Tiếc Ngọc lòng trắc ẩn trỗi dậy chứ. Thương Hương Tiếc Ngọc đương nhiên chưa cần nói tới, dù sao cô ta còn chưa tới trình độ quốc sắc thiên hương như Từ Tổng. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, cô ta đã bị phế rồi.
tôi tại sao phải giết cô ta? Hơn nữa, Văn Dũng Phu cũng không phải chết ở trong tay tôi. Từ Ngạo Tuyết lãnh đạm nói, cho dù Văn Dũng Phu không phải chết ở trong tay anh có miệng cũng khó cãi, hiện tại bên ngoài đều ở truyền tai nhau là anh giết chết ông ta. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, nói, tôi biết ha, nhưng vậy thì thế nào đây? Bọn họ có gan thì tới tìm tôi báo thù cho Văn Dũng Phu là được rồi. Từ Ngạo Tuyết hiểu được, Tề Đẳng Nhàn không giết Tần Đường Ngọc để cho cô ta sống, là vì để cho những người muốn báo thù cho Văn Dũng Phu nhìn xem kết cục sau khi cô ta thất bại. Tương tự như vậy, có lẽ cũng là muốn cho Tần Đường Ngọc đem chuyện sư phụ Văn Dũng Phu bị giết chết truyền ra ngoài, tuy rằng chưa chắc có thể làm cho người khác tin tưởng, nhưng ít nhiều cũng sẽ làm cho nội tâm một số người dao động. Trong lòng Từ Ngạo Tuyết lạnh lẽo, càng thêm ý thức rõ ràng được, Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là một kẻ liều lĩnh chỉ có giá trị vũ lực bạo mà thôi, rất nhiều tâm tư của hắn đều ẩn giấu tương đối kỹ càng. Đi a, tôi dẫn cô đến Thiên Trì Thang Tuyền ngâm mình. Tôi muốn nhìn dáng vẻ lúc cô mặc bikini. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Nếu trước kia ai dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy, không cần Từ Ngạo Tuyết nói chuyện, vệ sĩ của cô ta cũng đã sớm xé rách mồm người đó rồi. Nhưng bây giờ, Tề Đẳng Nhàn đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cô ta đều phải đáp ứng. Không đáp ứng sao, đồng nghĩa với việc tập đoàn Từ thị rớt 5 điểm. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy kỹ năng uy hiếp của bản thân rất vụng về. Nhưng không thể không nói, cũng rất hữu dụng. Mùa đông ngâm mình trong suối nước nóng không thể nghi ngờ là một chuyện rất hưởng thụ, huống chi còn có thể nhìn Từ Ngạo Tuyết mặc bikini màu trắng khoe dáng người trước mặt hắn, cái này cũng rất tốt. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn giả tán tất cả mọi người, để nhân viên phục vụ treo một tấm biển miễn quấy rầy ở cửa phòng bao, bắt đầu thu lợi tức từ chỗ Từ Ngạo Tuyết. Bọt nước kích động, phập phồng, bên cạnh ao khắp nơi đều tràn đầy nước suối nóng. Từ Ngạo Tuyết yên lặng ngâm mình trong suối nước nóng, ôm đầu gối thẫn thờ, như thể hy vọng dòng nước ấm áp này có thể rửa sạch nỗi nhục nhã Tề Đẳng Nhàn mang đến. Tôi rất hài lòng, lần sau nhớ vểnh mông lên cao một chút. Tề Đẳng Nhàn đưa tay xoay qua cằm của nàng, mỉm cười nói. Trong ánh mắt Từ Ngạo Tuyết thậm chí cũng lười giấy lên lửa giận, bình tĩnh mà lạnh lùng. Tề Đẳng Nhàn mặc cho Từ Ngạo Tuyết ngâm mình trong ao. Tự mình phủ thêm áo choàng tắm, đi mở cửa phòng. Từ Ngạo Tuyết tò mò quay đầu đi, liền thấy Hướng Đông Tình đứng ngoài phòng. Sau đó, cô nghe Hướng Đông Tình hỏi, xong việc rồi. Ba chữ về cùng đơn giản, lại làm cho tâm tình cô vất vả bình tĩnh lại trong nháy mắt lại nổ tung. Từ Ngạo Tuyết vốn là đối thủ ngang sức với Hướng Đông Tình, nhưng mà, hiện tại cô ta thất bại thảm hại, trở thành tù nhân. Hướng Đông Tình và Tề Đẳng Nhàn nhã gặp mặt, câu hỏi đầu tiên, lại thô bỉ như thế. Một cảm giác thất bại, ở trong nội tâm cô ta tự nhiên đang lên. Tôi hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, cô tới tìm tôi làm gì? Tề Đẳng Nhàn có chút bất đắc dĩ nói, xoay người đi về hướng hồ bơi. Hướng Đông Tình vừa đi vào trong, vừa cởi áo tắm của bản thân, bên trong là một bộ áo tắm liền thân màu trắng. Vải vóc mềm mại phác họa đường cong uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến người nhìn cảm thấy rất thu hút. Nhất là gò mông, phảng phất đem ánh mắt rơi tới, đều có thể thấy được sự mềm mượt. Cô ta vừa đi vừa tháo chiếc bút chì sau đầu, mái tóc dày đen nhánh xõa xuống, tựa như tiên nữ hạ. Lấy Từ Ngạo Tuyết hiện tại so sánh với Hướng Đông Tình, đích thực có chút thua kém, cũng hết cách, căn bản là tinh thần không cùng cấp bậc. Hướng Đông Tình vừa thắng trận thương chiến có 1-0-2 này, có thể nói là rất tự hào xuân phong đắc ý, trong khi Từ Ngạo Tuyết liền ảm đạm rất nhiều, hơn nữa quy tắc sống hỗn loạn, dung nhan tự nhiên cũng liền xuống sắc. Đi tới bên cạnh ao, Hướng Đông Tình nhìn thấy một đống nước suối tràn đầy bên ngoài, không khỏi nhíu mày, xoay bước đi tới một cái ao nhỏ khác. Phòng bao hậu viện nơi này bị vây lại, tổng cộng có 2 cái hồ nước suối, một cái tương đối lớn, có thể chứa được vài người. Một cái khác thì tương đối nhỏ, chỉ có thể chứa được 2-3 người. Hiển nhiên, Hướng Đông Tình ghét bỏ Tề Đẳng Nhàn cùng Từ Ngạo Tuyết làm việc trong hồ nước lớn, cho nên trực tiếp đi thẳng đến ao nhỏ. Từ Ngạo Tuyết vào lúc này có một loại cảm giác xấu hổ và phẫn nộ, xấu hổ vô cùng. Rõ ràng từng là đối thủ ngang tài ngang sức, thậm chí bản thân còn chiếm thế thượng phong. Hướng Đông Tình trực tiếp ngâm mình trong ao, nhân viên phục vụ không bao lâu đã đi vào. Trong tay bưng 2 khay,
bên trên có rượu ngon. Một cái khay đặt ở chỗ Hướng Đông Tình, một cái khay đặt ở chỗ Tề Đẳng Nhàn. Sắp sang năm mới rồi, năm trước anh lẽ ra nên tăng ca. Hướng Đông Tình nói thẳng, tự rót một ly rượu ngon ra uống. Rượu ở đây là rượu anh đào, mùi vị tương đối thanh nhã, nồng độ cũng không cao, vừa ngâm suối nước nóng vừa thưởng thức, vô cùng cảm xúc, cũng đặc biệt thoải mái. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, để Từ Ngạo Tuyết rót rượu cho mình. Từ Ngạo Tuyết tức giận đến cắn răng, nhưng vẫn đen mặt rót rượu cho Tề Đẳng Nhàn, đương nhiên, cũng không quên rót cho mình hai ly, hung hăng uống vài ngụm, đè nén sự không vui trong lòng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, được rồi, cô nói đi cô tới tìm tôi có chuyện gì. Hướng Đông Tình nói, tôi vừa mới đăng ký thành lập một công ty dược phẩm, hơn nữa còn ký hợp đồng với nhà máy dược phẩm, công ty này chuẩn bị giao cho anh quản lý. Tề Đẳng Nhàn nói, đại tỷ, cô làm nhà tư bản cũng không thể làm như vậy, tôi bận rộn một cái Tiên Lai Capital, đã không chịu nổi rồi, bây giờ là tới cái công ty dược phẩm, không phải muốn mạng tôi sao? Hướng Đông Tình thản nhiên nói, tỉnh Đông Hải chúng ta hầu như không có công ty dược phẩm nào, các bệnh viện lớn cung cấp hàng, đa số đều là công ty bên ngoài. Đây là một khối lợi nhuận rất lớn, tôi đã sớm để mắt tới, không thể bỏ qua. Hơn nữa, đề án này là do người phụ nữ của anh gửi vào hòm thư của tôi. Anh muốn trách, cũng chỉ có thể trách cô ấy thôi. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này lại là do Lý Vân Uyển làm. Lúc trước cô ấy cùng Trần Ngư có nhắc tới, nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không để tâm gì. Còn nữa, anh nói anh bận quá. Theo tôi được biết, công việc quan trọng của Tiên Lai Capital cơ hồ đều do Lý Vân Uyển xử lý. Cô ấy hầu như mỗi ngày đều phải tăng ca 2 tiếng. Công việc trung gian cũng do Đồng Bí Thư Dương Quan Quan gánh vác 7-8 phần, hiện tại nghe nói ngay cả truyền hình trực tiếp cũng không mở, cả ngày bận rộn xử lý văn kiện. Tôi thật không biết, anh bận rộn ở đâu. Hướng Đông Tình nhìn Tề Đẳng Nhàn, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, thản nhiên hỏi. Tề Đẳng Nhàn bị hỏi đến xấu hổ, giơ tay lên nâng ly rượu, phát hiện ly rượu là trống không, không khỏi đối với Từ Ngạo Tuyết trợn mắt nhìn, nói, rót rượu, nhìn cái gì mà nhìn, chút chuyện này cũng không làm được. Từ Ngạo Tuyết bị hắn giống lên, giận không kìm được, giơ tay trực tiếp hát rượu lên mặt hắn. Tề Đẳng Nhàn bị ướt mặt, không khỏi cảm thấy hết sức mất mặt, đen mặt nói cái này là muốn làm cho cổ phiếu của tập đoàn Từ Thị lại rớt một chút. Hướng Đông Tình không khỏi cười nhạo nói, xem ra bản lĩnh của anh cũng không được tốt lắm, ngay cả bại tướng dưới tay cũng không thuần phục được. Tề Đẳng Nhàn càng thêm mất mặt, cứng cổ nói, ai nói. Hướng Đông Tình nói, vậy anh còn có thể bị hắt vào mặt sao? Từ Ngạo Tuyết lại vào lúc này nhìn Hướng Đông Tình thản nhiên cười, nói, Hướng Tổng, cô có hiểu cái gì gọi là tình cảm không? Hướng Đông Tình ngẩn người. Sau đó, cô ta liền nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết thoáng cái đứng dậy, trực tiếp đối mặt Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống, kéo dài ở trên đùi của hắn. Tiếp theo, liền nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết đem đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át kia sáp lại, từng cái hôn đi chất rượu trên mặt Tề Đẳng Nhàn. Mặt Hướng Đông Tình đỏ bừng lên. Từ Ngạo Tuyết cầm lấy ly rượu, mỉm cười nói, anh muốn uống rượu, dùng ly làm gì, tôi đút cho anh không phải tốt hơn sao? Sau khi nói xong lời này, nàng đem rượu anh đào trong ly uống một hơi cạn sạch, ngậm ở trong miệng, trực tiếp tiến lên. Tề Đẳng Nhàn lập tức tiếp được, sau đó còn đắc ý ném cho Hướng Đông Tình một cái nháy mắt, ý là để cho cô ta nhìn kỹ năng lực thuần phục Từ Ngạo Tuyết của hắn. Hướng Đông Tình vốn có chút khó chịu. Sau khi thấy Tề Đẳng Nhàn còn nháy mắt với bản thân, lại càng tức giận không thôi. Hướng Tổng còn chưa đi, Từ Ngạo Tuyết thở hổn hển quay đầu lại, thản nhiên hỏi. Hướng Đông Tình hai má âm trầm, khóe miệng giật giật hai cái, cười lạnh nói, Từ Ngạo Tuyết, cô cũng chỉ là bại tướng, cũng chỉ xứng dùng chút thủ đoạn như vậy. Sau khi nói xong, Hướng Đông Tình đứng dậy, quần áo choàng tắm lên người, nhặt bút chì, sải bước rời đi. Từ Ngạo Tuyết nhìn Hướng Đông Tình rời đi, không khỏi liên tục cười lạnh, cho đến khi Hướng Đông Tình đóng cửa lại, cô mới chuẩn bị đứng dậy. Tề Đẳng Nhàn lại đưa tay ôm lấy eo của cô ta, không cho cô ta đứng lên, nhếch mép cười nói, đem lão tử làm đạn pháo, dùng xong liền muốn ném đi. Từ Ngạo Tuyết biến sắc, trầm giọng nói, anh muốn làm gì?
Tề Đẳng Nhàn nói, trêu ghẹo làm gì có dễ trêu như vậy. Nếu cô dám khiêu khích, vậy phải nên chuẩn bị tốt để bị giáo huấn sao? Từ Ngạo Tuyết vội vàng nói, Hướng Đông Tình bị tôi làm cho tức giận bỏ đi, vậy chứng tỏ cô ta thích anh không đuổi theo xem sao? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó lạnh lùng nói, cô ấy có thích tôi hay không, tôi không biết, nhưng nếu cô dám lợi dụng tôi chọc giận cô ấy, vậy thì phải trả giá thật lớn. Sau khi nói xong lời này, hắn căn bản không cho Từ Ngạo Tuyết cơ hội cự tuyệt, đứng dậy đẩy cô ta một cái, khiến cho cô ta đem hai tay chống tới bên cạnh ao. Theo một tiếng rên rỉ kéo dài của Từ Ngạo Tuyết, nước trong suối nước nóng lại bắt đầu kích động. Từ Ngạo Tuyết cũng không biết mình làm như thế, rốt cuộc có lời hay không, tuy rằng tức giận Hướng Đông Tình, nhưng bản thân lại phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy một lần nữa. Bất quá, cũng tốt ở cuộc sống như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn thấy kết quả. Cô ta hạ quyết tâm sẽ quay trở lại, sẽ làm Tề Đẳng Nhàn vì hành động hôm nay mà phải trả một cái giá đắt nhất. Trong nháy mắt ngày mà Từ Ngạo Tuyết có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng cũng đến, Tề Đẳng Nhàn đã buông tay, để cho cô ta tự mình quyết định đi hay ở. Đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày hòa thuận, cô có thể đừng nhìn tôi cay độc như vậy được không a? Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết, mỉm cười hỏi. Ha ha ha, tôi hận không thể đâm anh mấy trăm đao để báo ân. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười đáp lại. Mấy ngày nay điều chỉnh tâm tình cùng cảm xúc. Cô ta rốt cục tìm được một ít cảm giác ngày xưa, không hề chán nản như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói, lần này đi là từ biệt, không biết bao lâu mới có thể gặp lại, thật đúng là làm cho tôi có chút luyến tiếc. Từ Ngạo Tuyết vẻ mặt lạnh lùng mà nghe, nói, đạo đức giả này của anh vẫn nên là giữ lại đi, hy vọng lần sau tôi sẽ đem những khuất nhục này trả lại hết thấy cho anh cũng có thể có thái độ như vậy. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, được. Tôi mỏi mắt mong chờ. Hy vọng cô có thể làm ra chút thành tích khiến ta kinh ngạc. Hắn giữ lại Từ Ngạo Tuyết, thậm chí thả Từ Ngạo Tuyết rời đi, đương nhiên là có ý của hắn. Sự tồn tại của Từ Ngạo Tuyết, có thể kích thích mâu thuẫn giữa Ngọc Tiểu Long và Triệu Gia, đối với hắn có lợi vô hại. Triệu Gia quái vật khổng lồ này, là đại boss đứng chắn trước mắt hắn, là trở ngại chính cản trở gia đình họ đoàn tụ. Trở lại đế đô. Nếu có thể gặp mẹ tôi, giúp tôi hỏi thăm một câu. Tề Đẳng Nhàn nói. Được yêu cầu vô cùng đơn giản này, Từ Ngạo Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu không có vẻ mình quá keo kiệt. Xe đã chạy vào bãi đỗ xe ngầm của sân bay. Sau khi dừng lại giữa chỗ đậu xe, Từ Ngạo Tuyết cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. Tề Đẳng Nhàn theo xuống xe, tiến cũng phải đến nơi đến chốn, dù thế nào cũng phải đưa cô an toàn lên máy bay mới có thể đi. Lần chia tay này của hai người, cũng không có ấm áp như tình nhân. Được rồi, đưa đến đây đi, tôi nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Từ Ngạo Tuyết ngạo nghễ đứng, giày cao gót 7cm làm cho hai chân cô nhìn qua càng thêm thon dài thẳng tắp. Trước khi chia tay không nên làm gì sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói, vươn hai tay về phía Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, còn muốn ôm. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi chiếu cố cô như vậy, còn đem biệt thự cô đã bán đi mua về, cô không nên cảm ơn tôi sao? Từ Ngạo Tuyết sửng sốt, sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Tề Đẳng Nhàn ôm đoàn ôn hương Nguyễn Ngọc này, có chút thở dài. Từ Ngạo Tuyết thấp giọng nói, tôi là phải cảm ơn anh, nếu như không phải anh, tôi chỉ sợ không có dũng khí sống sót đến bây giờ. Những lời này của Từ Ngạo Tuyết không phải không có lý. Sau khi cô ta thất bại vô cùng chán trường, là Tề Bình Nhàn đối với cô ta hết lần này đến lần khác làm nhục, làm cho trong lòng cô ta dâng lên ngọn lửa báo thù. Cô ta sở dĩ bức thiết muốn quay trở lại, chính là bởi vì thầm nghĩ báo thù, đem chính bản thân thừa nhận khuất nhục, trăm ngàn lần trả lại cho Tề Bình Nhàn. Vẫn là câu nói kia, hy vọng cô sau này không có mê muội. Tề Đẳng Nhàn cười cười, thản nhiên nói. Từ Ngạo Tuyết nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, một lát sau, cô ta khẽ gật đầu, nói, hy vọng trước khi tôi giết chết anh đừng bị những người khác giết. Tề Đẳng Nhàn cười nói, sẽ không đâu, chân của cô đẹp như vậy, tôi không nỡ chết. Sau đó, Từ Ngạo Tuyết cảm giác được một đôi tay An Lộc Sơn bò lên đùi sau của mình. Có lẽ là gần đây chịu nhiều khinh bạc như vậy, giờ khắc này,
cô lại không có cảm giác chán ghét gì. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trước khi tiến vào lối đi, quay đầu lại, thấy Tề Đẳng Nhàn còn đang nhìn cô ta. Cô ta đưa tay phải của mình lên, để ở dưới cổ, chậm rãi làm một động tác cắt cổ. Tề Đẳng Nhàn nhìn không khỏi cười, nghiêng đầu, bĩu môi làm động tác hôn gió. Nhưng lúc này, trong ánh mắt Từ Ngạo Tuyết, chỉ còn lại có một mảnh xương lạnh, cô ta trở lại đế đô, lại trở thành Từ Tổng làm cho người người sợ hãi kia. Dù sao cũng là nữ nhân được đánh giá là cặp bài trùng với Ngọc Tiểu Long, chinh phục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tề Đẳng Nhàn bỏ tay vào túi, khẽ cười cười, đưa mắt nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Từ Ngạo Tuyết biến mất trong biển người. Thời khắc Từ Ngạo Tuyết bước lên máy bay, có một loại thoải mái khó hiểu, cũng như, cũng có một loại mất mát khó hiểu. Thoải mái là bởi vì cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của Tề Đẳng Nhàn, mất mát là bởi vì cô ta phải làm lại từ đầu, hơn nữa, con đường sẽ càng gian nan hiểm trở. Cô ta thậm chí trong lòng cũng thừa nhận, trong khoảng thời gian ở lại Trung Hải này, trôi qua là cô ta cảm thấy thoải mái nhất, bởi vì, cô ta cái gì cũng không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần làm. Cho dù là có nguy hiểm to lớn nào, cũng là có Tề Đẳng Nhàn ngăn cản. Từ Ngạo Tuyết ngồi ở khoang hạng nhất nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngác thẫn thờ, nơi này đương nhiên cũng không thiếu đàn ông thành công. Nhưng cô ta giờ phút này cao ngạo lãnh đạm, lại làm cho bất kỳ một nam nhân tự xưng là ưu tú nào cũng không dám tiến lại. Còn chưa trở lại đế đô, chỉ là trên đường trở lại đế đô, cô ta đã một lần nữa trở thành thiên kim kiêu hãnh của Từ gia. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã đến đế đô. Từ Ngạo Tuyết sửa sang lại vạt áo, xuống máy bay, ra sân bay. Trước cửa sân bay, một ông lão đang đứng, mái tóc nhợt nhạt được bện thành một bím tóc lớn buộc ở sau đầu, trên người mặc một chiếc áo choàng rất cổ xưa. Ăn mặc như vậy, khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy rất cổ quái, đưa tới vô số ánh mắt kỳ quái, nhưng ông ta cũng không để ý. Từ Tổng, bên này, ông lão đột nhiên mở miệng. Từ Ngạo Tuyết nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình ngẩn ra, kinh ngạc tại chỗ, nói Triệu lão tiền bối, ngài tự mình tới đón tôi sao? Ông lão tên là Triệu Biện Tử này, là thần hộ mệnh của Triệu gia. Triệu Biện Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, người muốn cái mạng này của Từ Tổng nhiều lắm, tôi không thể không tự mình tới đây. Từ Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, vậy làm phiền Triệu lão tiền bối, để ngài tự mình tới đây, thật là ngại quá. Triệu Biện Tử bình tĩnh nói, không sao, Triệu gia muốn ủy thác trọng trách cho cô, tôi đi ra ngoài một chút, cũng không phải không thể. Ai cũng biết, Triệu Biện Tử rất ít đi ra khỏi vườn cổ kia, ông ta lúc này đi ra, có lẽ cũng là đang truyền lại tin tức nào đó. Tin chắc rằng, những người đó sau khi nhận được tin tức này, sẽ không nổi lên ác ý gì với Từ Ngạo Tuyết nữa. Từ Ngạo Tuyết có chút tò mò nhìn ông lão ăn mặc đặc biệt có 102 này, vóc dáng không cao, thậm chí sau lưng cũng có chút còng xuống, tóc bạc trắng, trên mặt cũng phần lớn là nếp nhăn, thậm chí có không ít vết ban, thấy thế nào, cũng không giống một đại cao thủ có thể bảo vệ Triệu gia trăm năm a. Rất tò mò về tôi sao? Triệu Biện Tử nhìn thấy ánh mắt Từ Ngạo Tuyết, không khỏi cười nhạt, hỏi. Vâng, Từ Ngạo Tuyết cũng không kiêng dè, trực tiếp gật đầu. Thật ra tôi cũng tò mò, Tề Đẳng Nhàn làm cho Từ Tổng cúi đầu, đánh chết đồ đệ của tôi, trong mắt Từ Tổng, ra sao? Triệu Biện Tử bình tĩnh nói. Từ Ngạo Tuyết khi nghe ông ta nhắc tới cái tên này, sắc mặt không khỏi thay đổi, sau đó âm trầm xuống, cười lạnh nói, hắn là một nam nhân đê tiện xấu xa, đương nhiên, hắn cũng rất có thủ đoạn, thật sự rất lợi hại. Triệu Biện Tử nhẹ nhàng ồ một tiếng, không nói gì nữa. Giống như cái chết của Triệu Hằng Vũ, đối với ông ta cũng không có quan hệ gì. Từ Ngạo Tuyết nói, ngài sẽ tự mình ra tay sao? Triệu Biện Tử không đáp lại. Sau khi lên xe, Triệu Biện Tử mới nói, nếu hắn dám quay về đế đô, tôi sẽ làm. Tề Đẳng Nhàn vì để cho tất cả mọi người có thể thoải mái qua một năm, cho nên đã cho nghỉ sớm. Tập đoàn Hướng thì cũng như vậy, dù sao, năm nay đối với mọi người mà nói, cũng là một năm bội thu. Đối tượng bị thu hoạch, đương nhiên là những người đi theo tập đoàn Từ thị. Kể ra thì Tề Đẳng Nhàn cũng là 3 năm không gặp bố Tề rồi, cho nên, trong lòng vẫn có chút nhớ nhung,
cũng dự định sau khi xử lý xong mọi việc sẽ trở về U Đô mừng năm mới. Hắn đã sớm đi thăm đám người Dương Lệnh Quang, Hoàng Văn Lãng, Kiều Quốc Đào, trở lại công ty phát hồng bao cho mọi người, liền tuyên bố chính thức nghỉ phép. Ngày mai anh phải trở về, em xác thật sự không đi cùng anh sao? Tề Đẳng Nhàn mặt mày ủ rũ đặt câu hỏi với Lý Vân Huyền, rất muốn cô ấy cùng mình trở về gặp Tề Bất Ngữ. Ấy, hay là em vứt bỏ hết công việc đang làm, sau đó cùng anh đi đón năm mới? Lý Vân Huyền suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên rất vui vẻ, ở cái nơi tồi tàn rách nát như nhà tù U Đô, trong phòng của hắn ngay cả điều hòa cũng không có, rất lạnh, nếu bạn đêm có thể ôm Lý Vân Huyền mà ngủ, vậy chẳng phải rất ấm áp rất tuyệt sao? Tuy nhiên, Lý Vân Huyền lại lắc đầu, nói, quên đi, em nếu mà làm như vậy, không chừng tổn thất mấy chục triệu. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng không giàu đến mức nứt đố đổ vách đem hàng chục triệu ném trôi theo dòng nước, Lý Vân Huyền càng coi số tiền này là tiền trong túi mình, dù sao, Tề Đẳng Nhàn đã nói, đến thời điểm thích hợp sẽ đem toàn bộ công ty giao cho cô ấy. Tuy rằng cô ấy không đi, nhưng vẫn chuẩn bị cho Tề Đẳng Nhàn một vali đồ lớn, một ít quần áo, một ít thuốc lá và rượu, còn có một chiếc thắt lưng và đồng hồ đắt tiền, tất cả đều là tặng cho Tề Bất Ngữ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lý Vân Huyền lại nhận được một cuộc điện thoại, người của văn phòng thương mại chính quyền tỉnh muốn mời cô ấy ăn cơm, nói chút chuyện, ngày mai còn phải gặp cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm. Điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn vò đầu bứt tai, bản thân có phải đã làm sai chuyện gì hay không, không nên để cho cô ấy quản nhiều chuyện như vậy. Gần đây bận rộn đến mức, ngay đến cả thời gian ân ái cũng không có. Mỗi lần về đến nhà, Lý Vân Huyền liền trực tiếp ngửa mặt lên giường nằm, quần áo cũng không cởi trực tiếp ngủ thiếp đi, Tề Đẳng Nhàn đương nhiên không tiện giày vò cô ấy. Có muốn giảm bớt gánh nặng cho em không? Thấy em bận rộn như vậy, Tề Đẳng Nhàn do dự nói. Em hài lòng, anh ngàn vạn lần đừng tự làm theo ý mình, em thích bận rộn như vậy. Lý Vân Huyền vội vàng nói. Cô ấy thật sự rất hưởng thụ khoảng thời gian bận rộn này, nhìn sự nghiệp của bản thân từng bước phát triển không ngừng, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Đương nhiên, điều này làm cho thời gian nói chuyện yêu đương giữa cô ấy và Tề Đẳng Nhàn ít đi, nhưng mà, cô ấy đã quyết tâm đặt sự nghiệp của bản thân lên hàng đầu. Trước mắt Tề Đẳng Nhàn là muốn càng bay càng cao, bản thân không thể trở thành người cản trở. Ở nhà nội trợ dọn dẹp nhà cửa lo việc cơm nước chờ Tề Đẳng Nhàn trở về, đó không phải phong cách của cô ấy cũng không thích, cuộc sống như vậy, sớm muộn gì cũng trở nên nhàm chán. Tề Đẳng Nhàn thấy thái độ kiên quyết của cô ấy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nói anh đây là sợ em mệt mỏi quá, hôm qua về nhà em đã bỏ dậy nôn hai lần, khiến anh rất đau lòng. Lý Vân Huyền cười nói, anh đau lòng là đủ rồi. Em rất thích cuộc sống như thế này. Anh đừng có ngăn cản em. Tề Đẳng Nhàn nói, hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút ngắm phong cảnh, đừng có quá vội vàng, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Lý Vân Huyền trực tiếp một tay ôm Tề Đẳng Nhàn, nói, em bây giờ liền dừng lại, anh không định làm chút gì. Tề Đẳng Nhàn nói, em không phải còn muốn đi cùng người của cục thương mại. Em bây giờ là ông chủ, để cho bọn họ chờ em một chút cũng chẳng sao. Lý Vân Huyền đắc ý nói. Xoay người, đem hai tay hướng trên bàn làm việc đáp một cái, hơi hơi nhếch mông. Tề Đẳng Nhàn hít sâu một hơi, thật là đáng chết, bảo bối của hắn. Lúc rời khỏi công ty Lý Vân Huyền khuôn mặt vẫn ửng hồng, sắc mặt sáng bóng gợi cảm, nhất là một đôi mắt, quyến rũ đến mức khiến người ta nảy sinh cảm giác quá phận. Điều này làm cho các nhân viên của Tiên Lai Capital nhìn thấy. Cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng Lý Tổng thật sự là càng ngày càng có nữ tính. Nếu Dương Quan Quan và Hoàng Sung không có chuyện gì, thì phải bắt bọn họ đến U Đô, để bọn họ so chiêu với đám nhóc con kia. Tề Đẳng Nhàn nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho hai người. Tề Đẳng Nhàn hỏi thẳng, hai người các ngươi, lễ mừng năm mới có kế hoạch gì không? Hoàng Sung lắc đầu, nói, một người cô đơn, không có kế hoạch gì. Dương Quan Quan suy nghĩ một chút, nói tôi cũng không có kế hoạch gì. Cũng chỉ là nằm ở nhà xem kịch ăn đồ ăn vặt, phát sóng trực tiếp nhiều hơn. Tề Đẳng Nhàn gõ gõ bàn, nói, hai người các ngươi thời gian này chính là thời điểm nâng cao võ công, không thể gián đoạn việc huấn luyện. Như này thì tốt hơn, hai người cùng tôi trở về,
trong thời gian năm mới cũng phải luyện tập. Hoàng Sung ngay lập tức đồng ý. Dương Quan Quan lại có chút do dự, cảm thấy như vậy không hay cho lắm, Lý Vân Uyển cũng không đi, cô ta lại đi, việc này là sao a? Đừng lề mề, có đi hay không, không đi thì thôi. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Dương Quan Quan liền tức giận, muốn tát cho cô ta hai cái. Tôi đi là được mà, anh đừng nóng giận. Dương Quan Quan khúm núm nói. Dũng khí của cô ta tuy rằng can đảm lên không ít, nhưng Tề Đẳng Nhàn vừa phát hỏa, cô ta cũng chỉ có thể rụt rè. Tề Đẳng Nhàn hài lòng gật đầu, nói, vậy mọi người về thu dọn đồ đạc, sáng ngày mai xuất phát, vé máy bay tôi sẽ mua giúp mọi người, đưa chứng minh thư cho tôi là được. Hai người trực tiếp giao ra chứng minh thư, sau đó Tề Đẳng Nhàn mua vé máy bay ngay tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Uyển còn muốn tiễn hắn, nhưng lại cảm thấy đầu óc choáng váng, hiển nhiên là di chứng do say rượu. Được rồi ngoan, em cũng đừng có cố gắng nữa, lát nữa anh bảo tài xế đưa em về nhà. Buổi tối em cùng người của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm ăn cơm, không được uống rượu. Tề Đẳng Nhàn trấn an một chút. Vâng, vậy anh đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện thoại cho em. Lý Vân Uyển cũng cảm thấy tình trạng sức khỏe không tốt, chỉ có thể sụi lơ ở trên giường. Tề Đẳng Nhàn cười xoa xoa hai gò má mềm mại của cô ấy, sau đó xách hành lý ra cửa. Trước cửa sân bay, ba người gặp nhau. Kiểm vé lên máy bay, thuận lợi suôn sẻ. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh. Sau khi ra khỏi sân bay, bọn họ lên một chiếc xe taxi, ba người đến trạm xe buýt. Sau khi mua một vé xe đường dài, trải qua khoảng 1 tiếng rưỡi, đến một thành phố nhỏ. Vừa đến, Tề Đẳng Nhàn không dừng lại mà đưa cho hai người họ một vé xe khác, tiếp tục ngồi xe 2 giờ. Ngồi trên xe liên tục 2 giờ liền quả thực không dễ dàng gì, chiếc xe này vừa nhỏ vừa cũ, mỗi lần đạp ga luôn phát ra âm thanh hì hì, hơn nữa, đường núi uốn lượn gập ghềnh, mặt đường gồ ghề. Gần như ba người họ cứ 3 bước là nhảy lên, 5 bước là lắc lư va vào nhau. Dương Quan Quan cảm thấy bản thân sắp nôn rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng rất mãn nguyện tự đắc, nhìn bộ dạng Dương Quan Quan ngồi lung lay lắc lư trên ghế cũng rất thích mắt. Không thua gì so với lúc cô ta đánh cầu lông. Ba người xuống xe, thì đứng ở ven đường chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe Jeep cũ nát chạy tới, trên xe là một cai ngục trung niên mặc một bộ đồng phục màu đen, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã, lộ ra hàm răng vàng ố vì khói. Nhị đương gia, ngài đã trở về a? Quản ngục vui mừng nói. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu. Vừa mới định chuẩn bị giới thiệu Hoàng Sung và Dương Quan Quan, cai ngục liền nói, đây là vợ của ngài sao? Qua, cũng xinh đẹp quá đi mất, nhị đương gia đúng là đã khác trước, đi ra ngoài nửa năm, đã dẫn về một cô vợ xinh đẹp như vậy. Mặt Dương Quan Quan đỏ tới mang tai vội giải thích, tôi không. Tề Đẳng Nhàn liền nói, cần phải nói, cũng không nhìn xem lão tử là ai. Sự đắc ý kia, bộc lộ trong lời nói. Khiến Dương Quan Quan và Hoàng Sung nhất thời trầm mặt không nói nên lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.